Như tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng điều ngự, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiệu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm lãnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đối tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý Đức Phật bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng bảo, xin Tam Bảo gia hộ, ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì dạy hạnh, biết lạc tu trong thiền. Chữ thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thính văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Dạ, xá thú lành thai, chúng con thành kính tri ân thượng tọa Minh Hạnh và kính bạch đại chúng, kính bạch chư đại đức tăng, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay: Thắng pháp phổ thông, thắng pháp tập yếu, Abhidhammas thá sang giá há. Bài 4: Tâm với căn thang, lô pháp mu la chitani. Con xin phép được đọc bài chánh văn. Tathā katamam kamā vacaraṁ mang so manasā sahagataṁ ditthi gata sampayuttaṁ asaṅkharikamme kaṁ sasaṅkharikamme kaṁ so manasā sahagataṁ ditthi gata vipayuttaṁ asaṅkharikamme kaṁ sasaṅkharikamme kaṁ upekkhā sahagataṁ ditthi gata sampayuttaṁ asaṅkharikamme kaṁ sasaṅkharika me kaṁ upekkhā sahagataṁ ditthi gata vipayuttaṁ asaṅkharika me kaṁ sasaṅkharika me kaṁ ti imāni attāpi lobha sahagata citta nināma. Trong đó có bao nhiêu tâm dục giới, một tâm đi chung với vui thích kết hợp với tà kiến không có tác động, một tâm đi chung với vui thích kết hợp với tà kiến có tác động, một tâm đi chung với vui thích không kết hợp với tà kiến không có tác động, một tâm đi chung với vui thích không kết hợp với tà kiến có tác động, một tâm đi chung với bình thản tương hợp với tà kiến không có tác động, một tâm đi chung với xả kết hợp với tà kiến có tác động, một tâm đi chung với xả không kết hợp với tà kiến không có tác động, một tâm đi chung với xả kết hợp với tà kiến có tác động. Tát thá, trong đó các tám măng có bao nhiêu? Kama quá cha rằng tâm dục giới, somanasa sahaga tăng đi với sự vui thích, ditthi gata sambayuttang kết hợp với kiến chấp, asankharika me căng không có tác động, sasankharika me căng có tác động, upekkha sahaga tăng đi với sự bình thản, ditthi gata vipayuttang không kết hợp với kiến chấp, imani những thứ này, attabi lobha sahagata citta nināma gọi là tám tâm đi với tham. Tên gọi tám tâm tham theo cách dịch của ngài Tịnh Sự: tâm tham thọ hỷ hợp tà vô trợ, tâm tham thọ hỷ hợp tà hữu trợ, tâm tham thọ hỷ ly tà vô trợ, tâm tham thọ hỷ ly tà hữu trợ, tâm tham thọ xả hợp tà vô trợ, tâm tham thọ xả hợp tà hữu trợ, tâm tham thọ xả ly tà vô trợ,
tâm tham thọ xả ly tà hữu trợ. Chú thích: câu đầu tiên nói về những tâm dục giới, hàm nghĩa là một bản liệt kê 54 tâm dục giới. Trong bài này chỉ gồm phân khúc 12 tâm bất thiện. Tâm dục giới hiểu chính xác theo Thắng Pháp là loại tâm đa nhiệm, biết nhiều cảnh, làm nhiều việc, sanh khởi trong nhiều cõi, không giống như các thứ tâm sắc giới, vô sắc giới, siêu thế, chỉ mang chức năng chuyên biệt. Chữ dục giới không nên hiểu là chỉ biết cảnh dục hay chỉ có trong các cõi dục giới. Thuật ngữ bất thiện ở đây hiểu theo cách vĩ mô, có những điều nói theo thường tức hay theo kinh tạng là tốt, nhưng ở đây nằm trong bất thiện, sự ân hận vì đã làm được ác quấy hay tâm buồn nản do nhận thức bản chất bất lạc của cuộc sống. Đi với sự vui thích là khi tâm tham sanh khởi thì có sự thích thú, hưng phấn, điểm này liên quan đến cảm xúc, nên chú ý là theo Thắng Pháp có những tham muốn với tâm thái bình thản, kết hợp với kiến chấp chỉ cho tâm tham đi với tài kiến. Thí dụ thích sắc xanh kèm với quan niệm định luật của trời đất là vật diễn nhân, không có tác động, có nghĩa là không có sự thúc đẩy do lặp đi lặp lại hay sự khuyến khích từ bất cứ điều gì. Có nhiều thứ thoạt đầu chưa tham muốn nhưng do tác động nhiều lần mới sanh ham muốn, đó gọi là có tác động. Để hiểu rõ tám tâm tham, người học nên tìm ra những thí dụ liên hệ tới cuộc sống hàng ngày. Thí dụ tâm tham đi với xả kết hợp với tà kiến không có tác động, nhưng một cái cây ngon từ một cây của hàng xóm sanh tâm tham muốn, lấy nghĩ rằng không ai thấy thì hoàn toàn không quả báo nên nhanh chóng lấy, nhưng vì trái cây đó không có giá trị lắm nên lấy với tâm bình thản. Biên soạn giáo trình tùy theo Giác Đẳng và chúng con thành kính cung thỉnh Hòa Thượng Giác Đẳng từ bi giảng dạy bài học hôm nay, và con kính cung thỉnh Ngài. Dạ, bạch hòa thượng Giác Đẳng, dạ, chúng con thành kính cung thỉnh Ngài ạ. Xin hỏi quý Phật tử có nghe chúng tôi nói được không? Nam mô Thầy giáo, kính lễ chư Tôn Đức, thân chào quý Phật tử. Thưa vị, tối hôm qua ở tại chùa có một Phật tử rất thân, là việc hỗ trợ cho chúng tôi rất là lâu năm. Đi vào bệnh viện và mất ở tại bệnh viện vào lúc 1 giờ khuya. Chúng tôi đến bệnh viện tụng kinh gặp mọi người rồi trở về chùa. Tới gần 3 giờ sáng mới nghỉ. Là lúc về chùa thì chúng tôi soạn bài này. Nên ở trong bài có một số phần thiếu sót. Thật ra thì cũng có phần hơi mệt một chút. Nên không có soạn kỹ. Vì vậy trong tuần tới đó, chúng tôi phải soạn lại bài này. Nhưng mà trong bài lại có một điểm thiếu rất là quan trọng mà chúng tôi có post lên cái đường thủy địa, đó là sau khi định nghĩa về chữ dục giới có định nghĩa về chữ bất thiện, về sau có định nghĩa bất thiện thì chúng ta có định nghĩa về tâm tham. Tham là gì? Trước khi đi vào
bài học ngày hôm nay, thì chúng tôi cũng muốn nói một điều rằng là ở trong cuộc đời của chúng tôi ở chùa đó, có rất là nhiều lần chúng tôi đi đến bệnh viện để tụng kinh thuyết pháp cho người sắp ra đi. Nhưng mà đây là lần đầu tiên mà chúng tôi đến bệnh viện để gặp một người Phật tử rất thân và đã nói chuyện, rồi tụng kinh, rồi nhắc lại những lời Phật dạy, cùng nhau ngồi thiền. Và khi chúng tôi nói vì nó ngồi thiền thì vì đó đã nói với đức người con bấm nút để cái giường có thể dựng thẳng lên phía trên, mặc dù vị đó không ngồi xếp bằng được nhưng mà cũng như là ngồi để mà thiền. Và sau khi ngồi thiền thì chúng tôi có tụng một số những câu Phật ngôn ở trong kinh Pháp Cú nói về sự vô thường, khổ, vô ngã. Và vì đó đã ra đi khi mà chúng tôi tụng như bài kinh Pháp Cú này. Có thể nói là khi chúng tôi đến gặp đời hữu này thì đời hữu hoàn toàn tỉnh táo, rất tỉnh táo và tâm nhẹ nhàng. Dĩ nhiên là cái sống bị chết thì rất thường xảy ra. Và chúng tôi đã từng chứng kiến một người ra đi trong cái sự điềm tĩnh, sáng suốt. Đó là Ngài Hòa Thượng Hồ Giác. Nhưng mà đều cũng là người mà chúng tôi trực tiếp đến gặp ở trong cái căn phòng đầy cả thân nhân, vợ con, anh em, cháu chắt đầy cả mọi người chung quanh. Và chúng tôi thấy rằng quả thật là ở trong cuộc sống có những điều rất là khó tin, nhưng mà có những người có thể đối diện với cái chết trong sự thanh thản, thật sự thanh thản, sáng suốt, không có mê loạn. Và những anh em của Đại Hữu Nghĩa, Đại Hữu Nghĩa là tên của người mất đó, thì đều nhận rằng Đại Hữu đã ra đi ở trong một trường hợp có thể nói rằng rất là may mắn, bởi vì một người đã sống trên cõi đời này và khi ra đi với cái tâm an tịnh, không có vọng động, không có bám víu, không có chấp. Chỉ có một điều được hưởng hơi bận tâm mà chúng tôi mới nhắc được hưởng. Đó là đừng bảo người nhà hãy đưa sư về, trời khuya rồi. Lúc đó chúng tôi nói pháp xong. Nhưng mà khi nghe được biết là đừng có thể đi bất cứ lúc nào ở trong đêm nay, thì chúng tôi có nói mọi người trong gia đình là chúng tôi sẽ không có về chùa và quyết định ở lại. Và chúng tôi đã nói chuyện, nói pháp, ngồi thiền với đạo hữu cho khi đạo hữu ra đi. Thật ra thì cái sống cái chết nó là thường sự, chuyện xảy rất nhiều. Nhưng mà hình ảnh của một Phật tử mà ra đi mà không có phiền não, không có vọng động, không có bận lòng, và có thể tụng kinh. Lúc chúng tôi tụng kinh trong đầu cũng còn chắp tay cảm ơn. Và khi chúng tôi nói chuyện thì trao đổi một cách rất bình thường.
cho đến khi được hữu nhắm mắt ra đi đó, thì có thể nói đối với chúng tôi đó, là một ở trong những cái ra đi rất là hiếm có ở trong cuộc sống. Ai người chẳng sợ gươm đau, tử thần cũng khiếp, má đầu cũng kinh. Đức Phật ngày dạy trong kinh Pháp Cú đó, chúng sanh đa phần ai cũng sẽ chết. Đối diện với cái chết, đối diện với tử thần thì run rẩy, sợ hãi. Nhưng mà chúng tôi có cái duyên là trong cuộc sống này đã từng chứng kiến một vài sự ra đi. Mà sự ra đi đó, một người ngồi trước mặt mình và có thể nói chuyện cho đến phút cuối cùng, có thể đàm luận Phật Pháp, có thể cùng nhau ngồi thiền và rồi nhắm mắt ra đi, thì chúng tôi chỉ rằng đó là một trường hợp rất là hiếm có. Và chúng tôi cũng mong rằng tất cả cái phước báo mà chúng ta tu tập hay là những gì chúng ta làm ở trong pháp hội này, lớp học này, để hồi hướng cho đời hữu vui vẻ, pháp danh thiện nghĩ, và chúng tôi có niềm tin rất là mạnh, rất mạnh, đó là đạo hữu với cái tâm tư rất là an lành, nếu được hữu tái sanh, cái cảnh giới tái sanh đó phải là một cảnh giới rất là tốt đẹp. Bây giờ thưa quý vị, chúng ta trở lại với bài học ngày hôm nay. Chúng tôi phải xin lỗi quý vị Phật tử là vì chúng tôi về chùa, thật ra thì cũng cố gắng soạn bài để nghỉ sớm, vì hôm nay lại có rất nhiều việc ở chùa nên bài học không có đầy đủ như là chúng tôi mong muốn. Dù thế nào thì chúng ta cũng nên hiểu rằng trong lớp thắng pháp phổ thông này, chúng tôi cố gắng để viết một thứ tương đối rất là giản dị, giảm bớt những cái chút thích phản ứng mà làm rối rí quý Phật tử. Và chúng tôi mong rằng quý vị phải không có choáng ngợp với quá nhiều chi tiết. Dù vậy thì môn thắng pháp vẫn là môn mà đòi hỏi chúng ta suy nghiệm rất là nhiều. Câu khởi đầu của chánh văn hỏi rằng trong đó có bao nhiêu tâm dục giới, thì thật ra thưa quý vị, đọc trước chúng ta có một đoạn tâm có bốn loại là dục giới, sắc giới, vô sắc giới và tâm siêu thế. Thì cái câu mà tắt thắt cái tâm ăn ca ma qua cho rằng câu đó, đó là một cái câu chuyển tiếp từ cái bài kệ đầu bước qua tâm tham. Tức là khi mà nói về bốn thứ tâm, dục giới, sắc giới, vô sắc giới, thì có câu tiếp theo của cái mạch văn hỏi trong đó có bao nhiêu tâm dục giới. Thì quý vị nghe cái này cũng hơi lạ, trong đó có bao nhiêu tâm dục giới. Thì tiếp theo đó là một là tâm đi chung với vui thích kết hợp với tà kiến không có tác động. Hai là tâm đi chung với vui thích kết hợp với tà kiến có tác động. Vâng, liệt kỳ tấm tâm tham như vậy. Ở đoạn cuối đó thì thưa quý vị mới có cái câu là những thứ này gọi là tâm đi với tham. Dạ, những thứ này gọi là tâm đi với tham. Thì biết những tâm tham đó là cũng là một cái cách viết. Dạ, một cách viết mà khi mà chúng ta đọc vào trong cái nguyên ngữ
thì chúng tôi hy vọng rằng quý Phật tử sẽ thấy rằng đúng là toát yếu, đúng là đập yếu, bởi vì viết tương đối rất là ngắn gọn. Và ở đây cũng không có nói tới tâm bất thiện. Chữ bất thiện nhưng mà chúng ta phải định nghĩa. Thì như vậy là chúng ta đi vào một cái loại tâm đầu tiên là 54 tâm dục giới. Cái dục giới này đó, chúng ta phải hiểu nó hơi khác với tâm sắc giới, tâm vô sắc giới và tâm siêu thế. Ở một điểm hết sức là quan trọng, đó là tâm dục giới là tâm đa nhiệm. Đa nhiệm tức là nhiều phần hành, nhiều việc phân sự. Chúng ta nhớ hồi còn nhỏ vào chùa đó, thì Ngài Tịnh Sự khi Ngài dịch về tâm dục giới đó, ở trong tâm tình hảo đó, tại Ngài dịch là tâm đại thiện, đại quả và đại hạnh. Dùng chữ đại, chữ đại tức là gì rộng lớn. Và chữ đại đó thì sau này chúng ta gọi là tâm đa nhiệm. Khi mà nói đến dục giới thì chúng tôi muốn quý Phật tử xóa đi cái ý nghĩ rằng tâm này nó chỉ có trong cảnh dục giới, tâm này nó chỉ biết có cảnh dục giới, tâm này nó chỉ biết có cảnh dục. Không phải như vậy. Mà chữ dục giới ở tại đây có thể hiểu là nó khác biệt với tâm sắc giới, vô sắc giới, siêu thế. Bởi vì tâm siêu thế chỉ biết cảnh niết bàn, tâm vô sắc chỉ biết cái án xứ hay cái thiền xứ vô sắc, tâm sắc giới chỉ biết cái thiền xứ của sắc giới, tức là ba thứ tâm sắc giới, vô sắc giới và siêu thế là những thứ tâm rất chuyên biệt. Rất chuyên biệt. Trong lúc đó thì tâm tâm dục giới lại là tâm hoạt động ở trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Ví dụ như một vị phạm thiên cõi vô sắc, hay là vị phạm thiên cõi sắc giới thì vẫn có tâm dục giới. Hay là một vị thánh như là Đức Phật và các đệ tử hoàn toàn giải thoát thì không phải các ngài sống ở tâm siêu thế, mà các ngài ngoài tâm siêu thế, ngoài tâm quả siêu thế trong đời sống hàng ngày thỉnh thoảng có đó, thì các ngài vẫn còn sống tâm dục giới. Và chỉ dục giới này phải được hiểu là rộng, nó làm nhiều cái chức năng. Và chúng ta càng đi sâu rộng vào thì quý Phật tử sẽ càng thấy rõ là chỉ dục giới là một chữ rất rộng. Nên chúng tôi trong tất cả những lớp thắng pháp mà đã dạy từ nhỏ tới lớn, khi chúng tôi đi dạy thắng pháp thì chúng tôi thường hay nêu lên điểm này đối với quý Phật tử. Bởi vì chúng tôi biết rất nhiều người xem những thứ tâm này là tâm thấp, tâm tầm thường, tâm chỉ biết cảnh dục hay chỉ có cõi dục giới. Thì chúng ta hiểu như vậy thì chúng ta hiểu không có chính xác. Mà có thể nói rằng, có thể nói rằng chư vị phạm thiên, sắc giới, vô sắc giới, cái tâm tục sinh, hồn kiếp và tử, tức là những cái tiềm thức đó, là tâm sắc giới hay vô sắc giới. Và biết lúc vị nhập thiền thì nhập thiền bằng tâm thiện, sắc giới hay vô sắc giới. Nhưng mà trong đời sống bình thường thì các vị vẫn xài tâm dục giới. Ở trong đó có những tâm như trường hợp là thắng y môn, hay là những tâm tiếp thu quan sát, hoặc giả là những tâm thiện dục giới, hay là các bậc thánh thì xài những tâm duy tác tịnh hảo hay tâm chẳng hạn. Thì chúng ta nên biết rằng chỉ dục giới là một cái thứ tâm đa nhiệm, không nên hiểu chỉ là cảnh dục mà thôi. Bây giờ thì chúng ta nói đến tâm bất thiện. Chỉ bất thiện ở đây phải hiểu khác hơn là cái bất thiện mà chúng ta hiểu bình thường. Tức là chúng ta thường nói hiểu theo cách vĩ mô.
đừng hiểu là chữ bất thiện này nó là thiện ác theo cái luân lý đạo đức hàng ngày của chúng ta. Có những điều được xem là tốt, tốt ở kinh tạng, tốt theo thường thức, nhưng mà ở đây vẫn gọi là bất thiện. Chúng tôi thấy lấy ví dụ như là ở trong kinh Đế Thích Phán Đạo có nói đến một thứ cảm thọ gọi là thọ ưu. Thọ ưu nên thân cận mà thọ ưu không nên thân cận. Nhưng mà nói một cách dễ hiểu hơn là có những thọ ưu thường có những thọ ưu không nên có. Thì điều này được hiểu là đôi khi chúng ta có những cái quán tưởng mà về sự bất tịnh của thân, chúng ta quán tưởng về cái chết. Ví dụ hôm qua chúng tôi đến bệnh viện gặp và thấy một số bệnh nhân ở trong trạng thái của những người bệnh nặng, những người sắp ra đi, thì cái cảnh tượng nó không có đẹp. Cảnh tượng đó nó không phải là cảnh tượng mình quan nghĩ, và đôi khi mình cảm thấy chán nản về cuộc sống. Nhưng mà cái thọ ưu đó nó lại tốt cho sự tu tập. Nó sẽ giúp cho chúng ta tỉnh táo hơn, bớt đi sự dị mắt và đối diện thực tế hơn. Nhưng mà theo cách nói vĩ mô á, tức vĩ mô theo các tăng pháp á, thì thọ ưu là thọ ưu. Thọ ưu nó cũng là một thứ cảm thọ nằm trong tâm sân. Tức là thấy biết cái cảnh trái ý nghịch lòng, cảnh nó không vừa ý, gọi là tâm sân. Và chúng ta đừng nghĩ rằng là tâm sân hoàn toàn xấu, có khi chúng ta cũng rất là cần. Và quý vị nghe ông bà chúng ta có cái câu nói là thương con cho voi cho roi cho vọt, tức là khi thương con phải đánh con. Thì ở trong cách nói mà chung chung ở bên ngoài đó, là đôi khi dạy con là một điều rất là tốt. Nhưng mà nói một cách chi tiết là khi cầm cái roi đánh làm cho con bị đau á, thì cái đó chúng ta cũng tạo một cái nghiệp bất thiện. Thì cái chữ bất thiện ở tại đây đó, chúng ta phải hiểu nó theo cái cách vĩ mô, nghĩa là cái trạng thái nào mà đi chung với căn tham, căn sân, căn si gọi là bất thiện. Nhưng mà nó lại có nhiều trường hợp mặc dù đó là tâm bất thiện nhưng mà nó là thiện. Dạ. Ví dụ sự chúng tôi có đề cập trong bài học là sự ăn năn hối hận chẳng hạn. Mua sợ để giết cha, bây giờ gặp Đức Phật thì bày tỏ sự ăn năn là đã làm một cái nghiệp trọng tội là giết cha, thì đó là tâm hối. Tâm hối hận đó đó nó là rất là thiện, nó rất tốt. Nhưng mà tâm hối trước khi giữ vĩ mô nó cũng là một thứ tâm sân, tức là tâm khó chịu buồn. Và do vậy khi mà quý Phật tử học vào trong thắng pháp, chúng tôi luôn luôn nhắc một điều là đừng dùng cái khái niệm vĩ mô trộn lẫn với khái niệm quy mô. Tâm bất thiện ở đây là akusala, là nó không phải là trạng thái tốt. Nhưng mà đối với cuộc sống hàng ngày trong diện nói chung á, thì có những thứ tâm bất thiện nó lại tốt hơn là tâm tịnh hảo. À, quý vị nghe nói thì rất là lạ. Thí dụ trong phương diện bình thường đó, một cái người mà xây một cái bức tường mà họ xây rất là khéo léo, thì khi mà họ làm việc bằng cái tâm khéo léo đó, họ làm bằng tâm thiện. Nhưng mà cái chuyện đó thiện theo vĩ mô chứ không phải thiện theo cái đó đại loại. Và một người hối hận vì đã làm một việc xấu hay là một việc tốt mà không làm á, thì sự hối hận đó gọi tính là tâm bất thiện. Nhưng cái bất thiện đó tính nói theo cách vĩ mô chứ không phải là không nên có theo cách nói đại loại. Thì việc này quý vị phải rất là cẩn thận khi mà chúng ta định nghĩa chữ bất thiện hay chữ tịnh hảo. Thì thưa quý vị, bây giờ chúng ta nói đến một chữ mà tương đối là rất là khó định nghĩa, đó là tâm tham. Và cũng đây là một thứ tâm mà chúng tôi
bổ túc vào trong bài học. Khi nãy chúng tôi có post lên mà chúng tôi không biết là quý Phật tử có ghi nhận hay không. Sau khi mà chúng ta định nghĩa về chữ dục giới, chữ bất thiện, thì chúng ta định nghĩa tới tâm tham. Và tham ở đây là cái gì? Tương đối rất là khó để định nghĩa. Tham được định nghĩa là vướng mắc với cảnh, sự dính mắc hay sự thèm muốn khao khát, ảnh hưởng bao trùm khắp cuộc sống. Chúng tôi biết nhìn qua việc lục quý vị quan kiểm trời chúng thi chúng nha. Bây giờ chúng ta đưa ra thí dụ như vậy, là cũng thời lá, nhưng mà có những lá cây đó mình tưới nước lên thì nó dính vào lá này, nó bị ướt, và nó bị ướt lại thì nó giữ lại nước. Nhưng mà có một loại lá, thí dụ như lá sen, nước tưới lên, mà khi nước tưới nước xong rồi đó, nếu mà nó nghiêng nó không giữ lại đó, thì lá sen nó vẫn khô. Tại vì ở trên cái lá sen đó, nó có những cái vi bào mà ở đó khiến cho lá sen không giữ lại nước. Thì không giữ lại nước đó, được ví dụ như là cái căn ly tham không có dính, không có vướng mắc. Còn nước mà dính lại ở trên lá cây bị ướt á, là tại vì cái đó nó có cái lưu lại và giữ lại, chúng ta gọi là vướng mắc hay đính mắc. Để hiểu điều này, chúng ta tạm mượn một cái thí dụ về câu chuyện được viết trong quyển sách Đắc Thả, hay là câu chuyện dòng sông. Ở trong đó có ông lái đò. Ông thường có những lúc chờ đợi khách, ngồi ở bên bờ sông và nhìn thấy những cái thứ trôi ngang mắt mình. Quý vị nào sống ở miền Tây đó, thì dòng sông có nhiều thứ chúng ta gọi là lục bình trôi. Thì có những lục bình nó chỉ có một tay, hai tay, có khi cả một đám lục bình, có khi chúng ta gọi một bè lục bình đôi ngang. Mà khi chúng ta ngồi nhìn dòng sông, thưa quý vị, thì có những cái nó đến từ xa đi đến và nó tiếp tục trôi đi. Nếu mà mọi thứ từ xa đi đến và tiếp tục trôi đi, mà chúng ta nhận ra rằng nó vốn là như vậy, thì tâm của chúng ta thanh thản. Nhưng mà nếu cái gì nó đến mà nó đi, chúng ta không muốn nó đi, chúng ta bám víu nó lại, tại vì mình quá thích nó. Thí dụ như là một mớ khoai lục bình rất là đẹp, và khi nó trôi đến, chúng ta cứ dõi mắt đi theo nó mà chúng ta không muốn nó rời khỏi chúng ta, thì tâm vướng mắc. Hôm tối qua chúng tôi đi ngủ rất trễ, gần tới 3 giờ sáng. Mà sáng nay, thưa quý vị, chúng tôi phải thức sớm, bởi vì có một vài Phật tử hay tin Đại Hữu Nghĩa mất. Đại Hữu Nghĩa là một Phật tử mà có thể nói là tất cả Phật tử trong chùa rất là quý, rất là thương. Chúng tôi tạm dùng cái chữ nghe nó hơi kỳ là rất là dễ thương. Dạ, Đại Hữu Nghĩa rất dễ thương, rất là hòa nhã, rất là thân thiện, rất là giúp đỡ mọi người. Và khi người ta nghe được Hữu mất, họ gọi điện thoại cho chúng tôi, thì có một vài người khóc, một vài người xúc động. Chúng tôi hiểu tâm trạng của các vị, nhưng mà thưa quý vị,
Đời hữu nghĩa cũng giống như là bao nhiêu người, bao nhiêu việc, bao nhiêu thứ trong cuộc đời nó xuất hiện ở trong tâm tư của chúng ta, rồi lại ra đi, dần dần chìm vào trong dĩ vãng. Chúng ta níu lại, chúng ta buồn, khổ, không muốn cho một người thân ra đi. Cái cảm giác mất mát ra đi là do chúng ta bám vào. Nếu chúng ta không bám, chúng ta không có cảm thấy mất mát. Thì giống như là từ ông lái đò, một nhân vật khác của quyển câu chuyện Dòng Sông, đó là Thiện Nữ, và này sao về Tất Đạt, cũng chia sẻ một cái nhìn là nếu chúng ta lặng lặng nhìn dòng sông và những gì đến và đi mà chúng ta không có vướng mắc, không có hoang mang, thì chúng ta sẽ không có khổ. Nhưng mà ở đây thưa quý vị, có rất nhiều thứ trong cuộc sống nó làm cho chúng ta dính mắc. Thì sự dính mắc đó được hiểu là trạng thái tham. Chúng tôi nói rằng một ở trong những từ vựng Phật học mà rất là khó định nghĩa. Định nghĩa chính xác đó là chữ tham. Cái thường thức đó là chữ tham có nghĩa là ham muốn vô độ, ham muốn một cách phi pháp, ham muốn một cách quá đáng. Ví dụ như là có ai đó đem ra một rổ cái ổi, nói mọi người rằng các vị muốn ăn ổi thì cứ lấy ổi đi, và nếu trong đó có 5-7 người và có nguyên một cái rổ ổi đó mà chúng ta lấy một cái thì không gọi là tham. Nó có gì đâu tham, nguyên một rổ và ở đây có 5-7 người thì mình lấy một cái không gọi là tham. Và khi nào mà chỉ tham theo nghĩa thường thức có nghĩa là chúng ta dành hết hay là chúng ta dành phần lớn, tôi phải đem về cho nhà, cho vợ, cho con làm cái điều gì mà lấy đi nửa rổ hay là một gần hết thì chúng ta mới gọi là tham. Còn mình thích chỉ lấy một cái không gọi là tham. Thì cái chữ tham đó nó hơi nặng nề theo thường thức, và chữ tham đó nó không nghĩa hết cái chữ tham trong cái tâm bất thiện ở đây. Tâm bất thiện ở đây có thể là khi mà mình thấy một cái ổi mình rất ngon, và đặc biệt mình thích ăn ổi, người ta cho mình chỉ xin một cái thôi, nhưng trong cái một cái đó mình rất là thích, thích lắm, thì cái đó cũng là tâm tham. Thế nên quý vị nên hiểu rằng nói thực thức thì tâm tham phải là cái gì mà quá đáng, ham muốn phải là quá đáng mới gọi tham, còn ham muốn thích thú vừa chừng thì không gọi là tham. Thì không phải, dù là vừa chừng hay không vừa chừng thì cũng là tham hết. Dạ. Thành ra cái chữ tham này nó phải định nghĩa với tinh tế hơn. Và có nhiều khi mình nói rằng tôi thích nhưng mà tôi không có dính mắc. Như trường hợp mà chúng tôi thỉnh thoảng những năm về trước có khi đi xe trên xa lộ ở tại Texas vào cái mùa này, thưa quý vị, hiện tại bây giờ đó, thì hoa dại nó nở hai bên đường rất là đẹp. Hoa dại nở rất đẹp, đẹp lắm. Và khi mà hoa dại nở bên đường và mình đang chạy xe, hồi xưa ông bà nói là cưỡi ngựa xem hoa, nhưng mà bây giờ thì chúng ta chạy xe để thưởng thức hoa đó. Thì quý vị nói rằng mình không dính mắc cái gì đâu. Từ xa mình chạy đến thấy hoa đẹp, khen là hoa đẹp quá, rồi tiếp tục lên. Như vậy mình không, đâu có gì đâu gọi là dính mắc. Đâu có gì đâu gọi là dính mắc, bởi vì nó đến mình đi, mình chỉ thích thôi. Thích đó rồi buông đó, rồi sau đó không có bận lòng nữa. Tại vì hoa nó sẽ tàn, và đó là hoa dại và mọc ở dọc theo lộ, thì lấy cái gì đâu mà dính mắt. Nhưng mà thật ra không phải. Ở trong cái, ở trong một cái chiều sâu, ở trong cái chiều kích rất là tế nhị của tâm của chúng ta, thì khi mà chúng ta thấy những hoa dại nở theo xa lộ rất là đẹp, thì thưa quý vị, ngoài sự thích thú, chúng ta còn có lưu lại một thứ. Ồ, đẹp quá, thật đẹp. Và điều này đã khiến cho năm sau nữa đó, khi mà mùa hoa nở chúng ta lại lớn đi,
Dạ, chúng ta muốn đi để xem hoa lần nữa. Tức là khi con mắt thấy những cảnh sắc khả ái thì có thể là chúng ta không thấy, nhưng mà nó có giữ lại, và nó giữ lại cái hình ảnh đẹp đó. Và do giữ lại hình ảnh đẹp đó, do đó nó muốn là năm sau hay là có dịp mình trở lại để có thể thưởng thức hoa đẹp như vậy. Vì vậy quý vị thấy rằng tại sao chúng ta mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị, thân cảm xúc, và kể cả những ý tưởng như là siêu tư về triết học, ý tưởng về lập thơ, ý tưởng về soạn bài và viết sách vân vân, nó cũng là những thứ mà nó tạo cho chúng ta cái gọi là cái cảnh khả ái, khả lạc, thích thú. Mà sự thích thú này nó có nhiều cái rất là tế nhị, dạ, rất là tế nhị. Vì vậy từ cái tham này đó, nó mới tạo cho chúng ta cái sự phân biệt giữa cái hài lòng, ở trong kinh dùng cái chữ khả ái khả ý, tức là cảnh thích thú, cảnh hài lòng. Và do có sự thích thú hài lòng đó, nên chỉ cái gì mà nó không giống lại đó thì chúng ta khó chịu. Dạ, chúng ta khó chịu. Rồi, ví dụ như là chúng ta rất là thích, dạ, rất là thích hoa màu tím, thì ở đâu có hoa màu tím chúng ta khen là đẹp. Nhưng mà cũng có những người họ không thích hoa màu tím, họ thấy hoa màu tím nó có vẻ quý mị, lãng mạn, nó không có mạnh như là màu hoa đó, màu hồng hay là màu trắng. Thì thật ra nếu họ không thích màu tím mà ai trồng hoa quải hương lavender nhiều quá đó, thì họ nhìn họ không thoải mái. Cái không thoải mái khi nhìn thấy màu tím đó, thật sự nó chỉ là một phản cảm của một cái tâm ưa thích một màu khác. Ví dụ mình thích màu trắng, thích màu hồng chẳng hạn. Cái này là cái rất là khó, rất là khó thấy nhị là lúc đó thì mình thấy đâu có gì đâu mà dính, đâu có gì đâu mà vướng mắc. Mình đi ngắm hoa một theo sa lộ thôi mà, hoa rất hoa dại mà, đâu có gì đâu vướng mắc. Nhưng mà kỳ thật là nó có một cái sự dính mắt, dạ, nó có sự dính mắt mà chúng ta không biết. Chính sự dính mắt này nó đã tạo cho chúng ta một cái thế giới lưỡng biên, một cái thế giới giữa hai cực, giữa những cái vừa lòng và cái không vừa lòng, giữa cái thích và cái không thích. Nếu mà chúng ta không có tâm tham thì thật sự thứ gì cảnh nào nó cũng vậy thôi, dạ, cảnh nào vậy thôi. Nó có chuyện gì để chúng ta băn khoăn, không có chuyện gì để mà chúng ta bị phải đặt thành vấn đề. Do vậy cái chữ tham ở đây là một trạng thái rất là tế nhị, một trạng thái nói về sự vương mang, dính mắc, và từ đó tạo nên cái sự phân biệt. Và nói theo Phật học là nó tạo nên sự thèm muốn, tạo nên sự khao khát, mà Đức Phật gọi là tanha hay là khát ái. Và sự khát ái này là một động lực rất lớn cho dục sinh tử. Khát ái này đã khiến chúng ta cảm thấy rằng mình không muốn ngồi, dạ, mình không muốn ngồi yên, mà mình muốn làm một cái gì đó, có cái gì đó, được cái gì đó. Tối hôm qua thứ vị, chúng tôi đến thăm Đạo Hữu Nghĩa. Một điều mà chúng tôi thật sự rất là cảm thấy rất là ấm lòng với một Phật tử. Nhà Đạo Hữu cũng là nhà có tài sản, có của cải, con cái đông, bạn bè đông. Nhưng mà trong cuối cùng, chúng tôi tìm thấy ở Đạo Hữu một sự thanh thản, rất thanh thản. Đạo Hữu không hề nhắc đến tiền bạc, của cải, người thân. Quý vị tưởng tượng là một người mà trong những giờ phút sau cùng mà Chư Tăng đến vẫn chấp tay, vẫn chào hỏi, và chúng tôi nhắc Đạo Hữu nhớ về những cái giá trị thiêng liêng trong cuộc đời, như ân hình của Tam Bảo, nhắc về tất cả những cái sự nghiệp mà Đạo Hữu đã làm đối với chùa chiền, đối với Phật pháp, nhắc Đạo Hữu quán về cái hiện tượng của các pháp như lời Phật dạy là tất cả đều phải thay đổi, kể cả thân của mình, tâm của mình, kể cả đời sống này. Nhắc Đạo Hữu niệm hơi thở, tất cả Đạo Hữu đều nhớ. Thì lúc đó thưa quý vị,
nếu đều có bận lòng là mình đi rồi tiền bạc mình để lại cho ai, người ta sẽ xài ra sao, mình đi rồi con thế nào, cháu thế nào, thì cái sự bận lòng đó nó chỉ là một sự phương đăng, mình không làm gì được hết. Nhưng một người giữ được cái tâm bình thản thanh thản, quý vị tưởng tượng rằng một người sắp mất mà khi kinh hay gặp chư tăng còn chắp tay và còn có thể nói được là con nương tựa Phật, con nương tựa Pháp, con nương tựa Tăng, thì quý vị tưởng là thật ra lúc đó chúng ta mới thấy cái giá trị của cái tâm gọi là vô tham. Lúc đó chúng ta mới hiểu tại sao cái sự dính mắc nó tạo chúng ta hệ lụy. Dính mắc cứ cái gì nó đều là hệ lụy hết. Có một lần chúng tôi nghe một bài pháp đại sanh cha đó, ngài nói rằng trong cuộc đời điều đà của ngài đó, ngài trải qua nhiều cái ngôi chùa ở những cái làng mạc xa lắm đó, thì có những ngôi chùa mà có nhiều ma thì quý vị, và ma đó thật sự đó là những cái vị trụ trì làm chùa rồi mất đi, rồi lại sinh làm lời phi nhân, rồi cứ buổi tối cứ dọn dẹp cái này dọn dẹp kia, tạo thành những âm thanh, nhưng mà thật ra thì không có ai hết. Và ngài cha cha ngài nói rằng mình làm trụ trì mà không khéo á, thì tâm mình dính mắt, mình đi mình nặng lòng là chùa của mình chùa đẹp như vậy, mình muốn như vậy, mình muốn xây dựng như vậy, để làm gì? Để rồi bị vướng mắc thôi. Để rồi bị vướng mắc, chúng ta không thấy được điều đó. Thành ra khi cái tâm tham là nó rất là khó phân biệt về cái gọi là cái muốn, cái thích và cái vướng mắc. Muốn thì chúng ta có nhiều cái muốn lắm. Thí dụ như là mình muốn là phước, thí dụ mình muốn nghe pháp, thí dụ mình muốn học thắng pháp, thí dụ như là mình muốn làm một cái công đức giúp cho ai đó cũng là ý muốn. Cái muốn đó không phải là tham. Rồi có những thứ mình thích, và mình thích để mình thấy cái này nó tốt hơn cái kia. Thí dụ như là dùng chữ thích thì quá, nhưng mà Đức Phật ngài cũng có khen là khả ái thay núi rừng. Và đối với Đức Phật thì núi rừng thật là sự là khả ái, thì ngài cũng rất khả ái thay núi rừng. Có chứ, Đức Phật mà các vị thánh có phân biệt những thứ thích hợp hay không thích hợp, nhưng cái thích đó không gọi là tham. Bởi vì sao vậy? Các ngài đã sống trong rừng, các ngài đã ra đi từ thành thị này sang làng mạc kia, và những ngôi chùa đại tự như là chùa Trúc Lâm, chùa Kỳ Viễn, chùa Ni Câu Đàm, chùa Khô Sĩ Tá cũng là ngôi chùa mà rất là khả ái do các vị vua cúng dường. Nhưng mà có bao giờ Đức Phật và các vị đại thánh đang nghĩ rằng ngôi chùa đó là của mình, ngôi chùa đó là niềm tự hào của mình phải cái này phải có, thì này phải tu đắc thì chứ không. Đức Thế Tôn đã đến ở khi cần và ngày ra đi tâm tự tại. Thành ra cái gọi là thích nó khó. Chúng tôi nói là quý vị nhớ rằng ý muốn không hẳn là tham, và cái sự hoan hỷ về bồ đề đó không hẳn là tham. Và tham là cái gì dính mắc, và cái dính mắc này nó phải kéo theo một cái hệ lụy là bất mãn. Đối với các gì chúng tôi nói rằng quý vị nhìn thấy cái hoa đẹp đó, quý vị thấy là đẹp thì chưa hẳn là tham. Nhưng một khi mà không có hoa đẹp đó và họ trồng cỏ và quý vị bực mình tại sao không trồng hoa mà trồng cỏ đó, thì cái đó thì chúng ta mới thấy chúng ta có dính mắc với tham. Bây giờ thưa quý vị, chúng ta bước sang một thuật ngữ khác liên quan đến tầm tham, đó là thuật ngữ sô và nát sát sa hạ kata và đô mà nát sát sa hạ kata. Ở đây tâm tham thành ra chúng ta không có chỉ đô mà nát sát như tâm sân, nhưng mà quý vị sẽ học một bài tới. Ở đây là chữ sô mà nát sát sa hạ kata là đi với sự vui. Cái chữ mà hiện tại bây giờ đó người ta xài mới sau này, nhưng mà nó rất phù hợp để diễn tả với cái chữ somanassa, đó chữ phấn khích. Phấn khích ngày xưa thì chúng ta dùng chữ phấn khởi, phấn khởi hào hứng,
thì sự phấn khởi hào hứng này đó, nó dịch đúng là chữ sumanassa. Chúng tôi muốn thưa với quý Phật tử một điểm như vậy, là bao giờ cũng vậy. Chúng tôi nói điều này có lẽ quý vị nghe nó hơi nhàm, tại vì chúng tôi nói hoài, nhưng mà chúng tôi phải nhắc lại là Ngài tên sự là thầy của chúng tôi, Ngài dạy thắng pháp chúng tôi. Và chẳng những Ngài là thầy dạy thắng pháp, mà Ngài còn là vị bổn sư cho chúng tôi tu sa di nữa. Và chúng tôi suốt cuộc đời tri ân Ngài, chúng tôi suốt cuộc đời quý kính Ngài. Nhưng mà không có nghĩa là vì vậy mà có một số những cái lời dịch, những cái chữ dịch của Ngài, những thuật ngữ mà Ngài chọn trong tiếng Việt mà chúng tôi hoàn toàn đồng tình, hay chúng tôi giữ lại hết. Nên Đức Phật tử cố gắng cẩn thận. Tuy nhiên, ở trong những cái bài học từ nay về sau đó, quý vị sẽ thấy rằng chúng tôi luôn luôn có những cái ghi chú rõ là ở trong trường hợp đó Ngài tịnh sự như thế nào. Bởi vì chúng tôi biết rằng có một số vị đã quen học với ngôn ngữ Ngài tịnh sự, và những điều chúng tôi dịch tương đối là mới. Chúng tôi lấy một cái ví dụ là khi mà Ngài dịch tám năm tham này thì Ngài dịch rất gọn, và chúng tôi đã học nằm lòng từ nhỏ tới lớn. Từ nhỏ tới lớn chúng tôi học nằm lòng á. Tâm tham có tám, đó là một là tâm tham thọ hỷ, học tà vô trợ, tâm tham thọ hỷ, học tà hữu trợ, tâm tham thọ hỷ hỷ ly tà vô trợ, tâm tham thọ hỷ ly tà tà hữu trợ. Thế thì quý vị hỏi rằng nó gọn quá mà, tại sao mình không dùng cái chữ thọ hỷ, không dùng chữ ly tà, không dùng cái chữ là hữu trợ vô trợ, mà mình nói là đi chung với vui thích, kết hợp với tà kiến, không có tác động, có tác động hay không có tác động để làm gì, dịch chi nó dài như vậy. Nhưng mà chúng tôi thưa vì nó có cái sự khác biệt mà bắt buộc chúng tôi phải dịch lại như vậy. Và chúng tôi có ghi chú ở dưới. Thứ nhất là cái chữ thọ hỷ đó, đối với chúng tôi nó không đủ để nói lên cái sự phấn khích. Phấn khích. Cái thọ hỷ có khi đó là một cái niềm vui rất nhẹ. Dạ. Chỉ là cái thuốc nhẹ thôi. Dạ, thương thương. Nhưng mà cái chữ sông mà nó xá ở đây chỉ cho một cái tâm thái phấn khởi. Dạ. Đặc biệt thích thuốc. Và nó khác với cái tâm gọi là tâm tâm bình thản hay lẳng lặng. Dạ. Ở đây. Cũng như cái tâm hợp tà thì chữ đó không có vấn đề. Nhưng mà đối với chúng tôi chữ ly tà thì nó có vấn đề. Chữ ly có nghĩa là lìa. Dạ. Tâm tham ở đây, khi mà nói ly tà tức là tâm tham để xa lìa tà kiến, thì nếu chúng ta hiểu là không có tà kiến thì được. Nhưng mà nói ly là lìa, tức là nó đã có sẵn, bây giờ tất cả mới gọi là ly. Theo ngôn ngữ bình thường, nhưng mà nói phân ly, chia ly, cách ly đó, tức là nó vốn đã có rồi, bây giờ không còn những người là ly. Thì ở đây nó không có nghĩa như vậy. Ở đây không nghĩa là những cái tâm này tâm ly tà, có nghĩa là cái tâm này nó lìa xa tà kiến, không ý nghĩa như vậy. Chỉ đơn thuần là cái tâm này không có tà kiến thôi. Dạ. Chứ không phải là nó xa lìa tà kiến. Dạ. Cái này cái mà quý vị nên để ý. Và Ngài dùng cái chữ vô trợ hữu trợ, cái chữ sankharika mê cá, sankharika mê cá, Ngài dịch là sát sanh, kharika mê cá, Ngài dịch là hữu trợ hay là vô trợ. Thì cái chữ trợ nó cứ là giúp đỡ và hỗ trợ, tán trợ hay viện trợ, cái trợ chỉ trợ giúp đỡ, thì ở mặt nào đó nó không có sai. Nhưng mà thật ra thì chữ trợ đó nó là một cái tác động để trợ giúp, nó mang tính cách là có cái ý để trợ, cái ý để giúp. Nhưng mà ở đây đó là nó có cái tác động hay không, tác động có thể là tác động vô tịch. Nhưng mà trợ thì nó trợ phải hữu ý. Dạ. Trợ thì phải có hữu ý. Và tác động thì có thể là vô tình. Hữu tình thì vô tình là tác động.
Thì ta trong cái ý nghĩa mà tinh tế đó thì chúng tôi không nghĩ nên dùng chữ trợ, mà chúng tôi chỉ dùng đơn thuần là có tác động hay không. Lát nữa chúng tôi sẽ nói. Thưa Phật tử, chúng tôi xin hỏi rằng quý Phật tử có còn nghe chúng tôi nói được không? Dạ, xin hỏi quý vị có. Dạ vâng. Thì thưa quý vị, nói về tâm bất thiện, tâm tham, hay nói chung tất cả các loại tâm á, trong một cái cách nói mà về nó tương đối là cách nói mà chúng ta gọi là cách nói bình thường, thì chúng ta có nhiều điều để phân tích về tâm tham. Thí dụ như là ham muốn quá đáng, hay là ở tâm tham mong muốn để kiếm đoạt cái gì đó, tâm tham mong muốn để tạo dựng cái gì đó, thì cái sự phân loại đó là tâm tham theo thực tích. Nhưng mà với Thắng Pháp thì quý vị cũng thấy rằng trong các cái thuộc tính thì nêu lên ba cái thuộc tính thuộc về tham phần, đó là tham, tà kiến và ngã mạn. Nhưng mà theo Thắng Pháp thì tâm tham, khi mà nói tâm tham đơn thuần nhỉ, chưa có đi sâu vào chi tiết là những thuộc tánh nào đó, thì những tâm tham đó lại đề cập đến qua ba cái khía cạnh. Ba khía cạnh này nó nói lên cái chúng ta gọi là cái cương độ, cái cương độ, chứ không nói lên cái hành xứ. Ở đây chúng ta nói cái cương độ, nói là cái cương độ của Dạ, quý vị có thể chờ một chút xíu. Thưa quý vị, ba cái khía cạnh mà phấn khích hay không phấn khích, đi với tà kiến hay không đi với tà kiến, và có tác động hay không có tác động, nó đều là những khía cạnh ảnh hưởng đến cái độ đậm đặc, nó ảnh hưởng đến cái trạng thái là mạnh hay yếu của một thứ tập tham. Và cái cách nhìn này đó thì thật sự nó chỉ có trong Thắng Pháp với phân loại này thôi. Chứ nói như vậy là giống như quý vị Phật tử đi mua sắm, có những thứ mà quý vị cầm lên và để trong chiếc xe mua sắm, để trong chiếc xe trong siêu thị đó, và để với tâm bình thản, cầm lên và để tâm bình thản, thì cái đó chúng ta ví dụ như là một thứ tâm tham mà không có phấn khích. Nhưng mà khi gặp những thứ mà chúng ta quá thích thì chúng ta chẳng những cầm lên mà chúng ta cảm thấy sung sướng, đôi khi không phải mua một cái mà mua hai ba cái, và đôi khi mua xong rồi lại nói người khác: ô, hôm nay tôi đi chợ tôi mua được cái này, tôi thích quá. Thì cái sự phấn khích đó chúng ta gọi là somarasa. Dĩ nhiên là nếu tâm tham đó tạo nghiệp, từ tâm tham đó tạo ra một hành động gì đó, thì tâm mà đi với sự phấn khích đó
nó tạo cái quả nặng hơn là cái tâm không đi với sự phấn khích. Cái này là cái chúng ta nên hiểu. Và điều thứ hai đó là cái tâm đi với tà kiến hay tâm không đi với tà kiến. Mà ở đây đó, ở trong cái danh từ chuyên môn, không phải dùng cái chữ tà mà dùng chữ đích thí. Và chúng tôi cũng không có dịch chữ tà mà chúng tôi là kiến chấp. Và chữ kiến chấp là chữ chính xác. Ở đây kiến chấp ở đây đó là một thứ tâm tham khởi lên mà nó kèm theo một cái nhìn, và cái nhìn đó là cái nhìn sai lạc. Dạ, cái nhìn sai lạc đôi khi nó không nhất thiết là tà kiến. Chúng tôi lấy một ví dụ như là một người con thấy mẹ, thấy cha có đất đai, rồi mình muốn kiếm cái đất đai đó. Nhưng mà trong cái sự kiếm đất đai đó, thì người mẹ, người con đó, cái người con đó nghĩ rằng cái này là của cha mẹ mình thì là của mình. Do đó mình có lấy bằng bất cứ cách nào cũng không có tội. Do đó dùng cái thủ đoạn để kiếm đất đai đó. Thì thưa quý vị, khi mà một người mà có một cái ý chiếm đoạt tài sản của cha mẹ và đi kèm với ý nghĩ rằng đây là của cha của mẹ mình, thì mình hoàn toàn có quyền được thừa hưởng. Mình có lấy cái nào đi nữa thì cũng không có hề gì, không có tội tình gì. Thì thưa quý vị, cái nhìn đó là cái nhìn tà kiến. Cái nhìn đó nhìn sai. Và cái nhìn sai đó đó, nó lại dẫn đi đến một cái hệ quả là chúng ta bất chấp. Chúng ta thấy, lấy ví dụ như bây giờ ông Putin và đa số người Nga đang theo đuổi cuộc xâm lăng vào Ukraine. Họ nghĩ rằng Ukraine là một cái vùng đất màu mỡ, là vùng đất có nhiều khu kỹ nghệ, và ở một cái nơi rất là đắc địa ở tại Hắc Hải. Mà Ukraine có thể là một phần của NATO, có thể là một phần của Liên Hợp. Mà như vậy đó, nếu mà mình không sử dụng biện pháp quân sự để mà đánh Ukraine thì mình sẽ mất đi. Tại khi họ đánh thì ở trong đó họ quan niệm rằng họ đánh có lý do hoàn toàn chính đáng. Thậm chí họ hô hào rằng Ukraine là theo chủ nghĩa diệt chủng, tức là giết người Nga. Ukraine là theo phát xít. Ukraine cần bị giải giới, Ukraine cần thế này kia. Thì khi mà họ đưa ra một cái lý do mà họ gọi là chính đáng để đánh, và bất kể những thành phố bị san bằng, bất kể những người dân vô tội bị chết, và bất kể gây bao nhiêu cái thảm kịch, mà vì lý do mà họ cho là chính đáng, thì cái đó đó theo trong Phật pháp gọi là đi với tà kiến. Và khi cái tham mà nó đi với tà kiến thì nó mạnh hơn. Và ở đây không có dùng cái chữ tà kiến như quý vị, đi với kiến chấp. Cái chữ này nó khó định nghĩa lắm. Kiến chấp là một cái nhìn, nó không có chính xác. Nhưng mà khi chúng ta nói tà kiến, ví dụ như mê tín dị đoan là tà kiến, không tin nhân quả là tà kiến. Nhưng mà có những thứ chúng ta khó gọi là tà kiến, nhưng mà đó là cái nhìn rất sai. Ví dụ hồi nãy chúng tôi nói quý vị là con nó muốn chiếm đoạt nhà ở đất đai của cha mẹ, nó nghĩ rằng của cha mẹ là của mình, thì cái đó chúng ta không gọi là tà kiến, nhưng mà chúng ta nghĩ chấp sai. Dù là đó là tài sản của cha mẹ mình, nhưng mà cha mẹ không cho, và mình dùng thủ đoạn chiếm đoạt một cách phi pháp, thì cái đó đều là cái kiến chấp. Kiến chấp ở là cái nhìn sai lạc. Cái nhìn nó là cái nhìn mà
mà nó không có không chính xác hay hoặc giả. Thưa quý vị, bây giờ chúng ta thấy một cái ví, một cái bóp người khác đánh rơi và ở trong đó có đựng tiền bạc. Một cái người có tâm tham á, thì họ nghĩ rằng người ta đánh rơi kể như người ta mất rồi, người ta mất thì mình lấy. Thì cái đó dùng cái chữ tà kiến thì nó hơi nặng, nhưng mà đó là cách hiểu sai. Dạ, đó hiểu sai, nghĩ rằng người ta đánh rơi, người ta mất rồi mình có quyền lấy. Thì cái đó gọi là đi với kiến chấp, đi với cái nhìn sai. Và hệ tâm tham nào mà đi với kiến chấp đó, thì cái tâm tham đó, đó nó đậm đặc hơn, nó nặng hơn. Thật ra quý vị, thật ra thì chúng tôi không có hài lòng với chữ tà kiến. Dạ, mà chúng tôi sẽ là đi với kiến chấp và không đi với kiến chấp, tức là dựa trên cái nhìn được thúc đẩy bởi cái gì, bởi cái nhìn sai. Dạ, tâm tham khởi với nhìn sai. Và bây giờ thì chúng ta nói qua cái phần có tác động và không có tác động. Dạ, có nhiều khi trong cuộc sống mình thấy hay mình ăn một món gì đó, thì ban đầu khởi tiền sử mình cũng phải là có vấn đề lắm, nhưng mà có người khác nói rằng cái này là đặc biệt là quý, đặc biệt là hiếm, cái này là thức ăn sang trọng, cái này là bên Nhật, bên Âu Châu người ta quý lắm, vân vân. Thì tự nhiên họ nói tới nó lừa hồi mình, đâm ra mình thích, mặc dù ban đầu mình nhìn mình thấy cũng không thích. Và nó là sự lặp đi lặp lại, nó là sự thúc đẩy, nó là một sự khuyến khích. Hay hoặc giả, quý vị thấy có nhiều người, con trai mà cha mẹ biểu cưới một cô gái nào đó, thì thật sự ban đầu thì cũng có thương, nhưng rồi vì cha mẹ nói, cái nhỏ đó thấy vậy chứ cái nết na nó tùy mị, nhỏ nó thấy vậy chứ người đó đoan trang đứng đắn, nói hồi thì đâm ra thương. Thì cái chuyện mà được khuyến khích, được thúc đẩy hay là sự lặp đi lặp lại đó, ở đây chúng ta gọi là có tác động và có tác động. Và không có điều đó có nghĩa là không bị sự tác động. Ở đây chúng ta nên hiểu một điều là đối với thắng pháp, cái gì chúng ta học đó là một cái tâm mà phiền não sanh khởi, tâm tham đó, anh tâm sân, mà nó nhanh chóng sanh khởi, và cái nhanh chóng sanh khởi đó không có tác động đó, thì nó tạo cái quả nặng hơn là cái tâm có tác động. Bởi vì thưa quý vị, điều này cho chúng ta biết rằng thấy mà ham muốn liền thì như cái tâm đó rất mạnh, cái cảnh đó rất mạnh thế nào đó, là do cái mạnh đó không cần một cái sự nung nấu, không cần một sự đẩy đưa, không cần phải sự khích lệ, không cần phải sự lặp đi lặp lại. Và cái gì đó mà nó phải lặp đi lặp lại, phải nó tới nó lui rồi phải nó mất thời gian để nó hình thành đó, thì cái đó gọi là bị tác động hay là có tác động. Ở đây chúng tôi không muốn dùng chữ bị hay được hay chữ trợ, tại chữ trợ nó phải nghiêng về được hay là chữ bị nó nghiêng là mình không muốn. Nhưng mà ở đây đó là chúng ta muốn nói là tác động hay không tác động, bị hay được là tùy quý vị và tùy hoàn cảnh. Nhưng mà ở đây là có tác động hay không có tác động. Từ ba cái yếu tố này, nó lại tạo ra tám cái tâm mà chúng ta gọi là tám tâm tham. Những quý vị quan hệ trời chúng tôi một chút xíu. Tâm tham đầu tiên, muốn nói cho dễ hiểu hơn là bốn tâm tham đầu là bốn tâm tham có phấn khích, và bốn tâm sau là bốn tâm thản nhiên. Trong bốn tâm đầu gọi là bốn tâm phấn khích đó, thì có hai tâm
là đi với kiến chấp, và hai tâm không đi với kiến chấp. Và hai tâm phấn khích đi với kiến chấp thì có tâm có tác động và có tâm không tác động. Tâm thứ nhất là tâm phấn khích. Đi với kiến chấp mà không có tác động. Tâm thứ hai là tâm có phấn khích. Đi với kiến chấp và không có tác động. Tâm thứ ba là tâm có phấn khích. Không đi với kiến chấp và có tác động. Tâm thứ tư là tâm phấn khích. Không đi với kiến chấp và cũng không có tác động. Bốn năm sau là tâm tham bình thản, có kiến chấp không có tác động. Tâm tham bình thản, có kiến chấp. Chỉ đổi cái tâm thứ năm là tâm bình thản, đi với kiến chấp không có tác động. Và cái tâm thứ sáu là tâm bình thản, đi với kiến chấp mà có tác động. Tâm thứ bảy đó là tâm bình thản, không đi với kiến chấp mà không có tác động. Và cái tâm thứ tám là tâm bình thản, không đi với kiến chấp và không có tác động. Thì nếu quý vị nhìn vào cái bản đồ, bản liệt kê của tám tâm này đó, thì chúng ta sẽ thấy rằng cái tâm thứ nhất á, nó mang gồm cả ba cái yếu tố mà làm cho cái cường độ tâm rất mạnh. Đó là nó có phấn khích, nó đi chung với kiến chấp và không cần tác động, không có tác động. Thì nó đi tâm tham mạnh nhất, đạo quả nhiều nhất. Và cái tâm thứ hai, chúng ta ấy, cái tâm mà nhẹ nhất đó là cái tâm bình thản, tâm thứ tám, tâm bình thản, không đi với kiến chấp và không có tác động. Thì thưa quý vị, chúng ta học Thắng Pháp á, mà trong cái danh từ ngày định sự ngày hồi xưa ngày dịch đó, là tâm thọ hỷ hợp tà vô trợ, thọ hỷ hợp tà hữu trợ, thọ hỷ ly tà vô trợ, thọ hỷ ly tà hữu trợ, thọ xả hợp tà vô trợ, thọ xả hợp tà hữu trợ, thọ xả ly tà vô trợ, thọ xả ly tà hữu trợ. Đó là cái chữ dịch của hệ tịnh sự rất gọn, nhưng mà chúng tôi đã giải thích là tại sao thay vì dùng chữ thọ hỷ thì chúng tôi dùng chữ phấn khích, thay vì dùng chữ thọ xả thì chúng tôi dịch cái chữ gọi là bình thản, thay vì dùng cái chữ hợp tà chúng tôi dịch là đi với kiến chấp, và thay vì gọi là ly tà thì nó không đi với kiến chấp, thay vì dùng chữ hữu trợ thì chúng tôi dùng cái chữ là không có tác động. Xin lỗi, là có tác động, mà vô trợ là không có tác động. Chúng tôi nhớ rằng khi mà chúng tôi học về tám năm tham thì học còn nhỏ với sư trưởng á, thì sư trưởng bắt học viên là một việc mà hồi nhỏ vui lắm. Đó là cho thí dụ, dạ, cho thí dụ từng cái tâm, dạ, cho thí dụ từng cái tâm. Thí dụ như là nói tâm tham, ví dụ như là tâm tham thọ hỷ, hay là tâm tham có phấn khích đi với tà kiến mà không cần ai trợ giúp. Chúng tôi có lấy ví dụ đó là một người thấy một con cá sống đem đi nướng chui. Người đó nghĩ rằng con cá nó sinh ra để cho bậc dưỡng nhân là con cá đó sinh ra cho mình ăn mà. Và người đó làm mà không cần ai khuyến khích và làm một cách rất là phấn khích, thì cái đó gọi là tâm tham, dạ, có phấn khích mà đi chung với tà kiến và không cần tác động. Và như vậy là mỗi lần mà chúng ta nói đến những thí tâm tham khác thì chúng ta vẫn cần những cái thí dụ. Thưa quý vị, chúng tôi xin lỗi quý vị là chúng tôi tạm ngưng ở đây một chút để có một vài việc quan trọng, bởi vì hôm nay có một Phật tử trong chùa mới mất, tôi nói cho đều có nghĩa đó.
Và nãy giờ có nhiều vị Phật tử trong chùa liên lạc, có vài việc cần với chúng tôi nhất. Thứ nhất là trong tham quyến, quý vị cho chúng tôi khoảng chừng 15 phút để tạm ngưng bài ở đây và chúng tôi sẽ trở lại. Bây giờ thì xin được hỏi là không biết là Chư Tôn Đức có mặt ở trước quán, là có những vị nào chúng ta có thượng tọa Pháp Tân Tòa Tây Nguyên. Dạ, thượng tọa Pháp Tân hay thượng tọa có thể nói cho vài lời về Tông Tham không? Dạ, không biết. Dạ, kính thỉnh thượng tọa Quan Hiển giúp cho nói cho vài lời hay là những cái thí dụ về Tông Tham, kính hay cùng thỉnh thượng tọa. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá, Nam Mô Thầm Mai Giá, Nam Mô Sang Khai Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ân Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Kính đảnh lễ Hòa Thượng Tuệ Siêu, Hòa Thượng Giác Đẳng, Thượng Tọa Tuệ Quyền, Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tuệ Tri, Đại Đức Tuệ Đức Sư Huy Thông cùng Chư Tăng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ. Để tiếp theo lời của Hòa Thượng Giác Đẳng nói về tám tâm tham, thì như cái bản dịch của Hòa Thượng Tịnh Sự ngày xưa kia thì chúng ta nghe nói là hợp tà hoặc là ly tà, hữu trợ hoặc là vô trợ, hoặc là thọ hỷ hoặc là thọ xả đó. Thì nghe cái từ đó thì nó cũng quen thuộc, nhưng mà những lời giải thích khi nãy giờ chúng ta nghe Hòa Thượng Giác Đẳng nói đó, thay vì nói hữu trợ và vô trợ thì hãy nói rằng nó là tác động, có tác động hoặc là không có tác động. Thay vì nói hợp tà và hữu ly tà đó, thì nên nói nó là có cái đi gì chờ cho một chút. Thay vì nói là hợp tà và ly tà thì nên nói là có khí chất và không có khí chất. Rồi thay vì nói rằng là thọ hỷ và thọ xả đó, thì nếu nói là thọ hỷ thì nên nói là có phấn khích hoặc là thọ xả là bình thản. Thì đó là những cái tính chất của tám tâm tham ở trong vi diệu pháp đó. Trong vi diệu pháp ở trong A Tỳ Đàm đó. Thì chúng ta nghe như vậy, thường là chúng ta chỉ nói đến cái chung, nói đến tâm tham, nói đến chung thôi. Tham cái này, tham cái kia, tham cái nọ. Nhưng vi diệu pháp thì phân tích tới ta 8 cái tâm tham. Cái tâm tham nó có phấn khích hay không có phấn khích. Giống như ví dụ là chúng ta gặp cái món đồ gì đó, chúng ta ưa thích mà hết sức là phấn khích, nhưng mà cũng là tâm tham. Chúng ta gặp cái món đồ đó, cái vật đó, nhưng mà chúng ta cũng khởi lên cái tâm tham như vậy, nhưng mà chúng ta không thấy nó thích thú, không thấy nó phấn khích, không thấy nó vui mừng nhiều. Giống như là những chuyện bình thường, chỉ nhận lấy cái vật đó hay là ưa cái vật đó như vậy thôi, chứ chúng ta cũng phải là phấn khích sôi nổi để gọi là, mà trong vi diệu pháp gọi đó là thọ hỷ và thọ xả. Cho nên cũng đồng thời là tâm tham. Nhưng có khi đó thì người ta vẫn biết rằng cái đó, cái việc mà mình khởi cái tâm tham lên đó là những cái điều không hay, không tốt.
hoặc là cái điều đó là điều tội lỗi. Ví dụ như mình muốn muốn lấy cái vật gì của người khác, nhưng mà cũng là khởi lên cái tâm tham. Nhưng mà có người thì nghĩ rằng khi mà mình khởi lên cái tâm tham, mình lấy của người ta, thì nó thứ nhất á, là nó phạm pháp. Cái thứ hai nữa là nếu mà vi phạm vào cái luật nhân quả thì mình cũng nhận lấy cái quả báo xấu khi mà mình trộm cắp, mình lừa gạt của người khác. Thì có người cũng là khởi lên cái tâm tham, nhưng mà họ nghĩ như vậy, họ nghĩ như vậy. Nhưng mà có người thì không nghĩ như vậy, có người cũng không nghĩ như vậy. Họ không nghĩ rằng phạm pháp, hoặc là họ không nghĩ rằng là tạo nên cái quả báo xấu ở trong tương lai khi mà khởi cái tâm tham lên. Cho nên cả hai cái người đó, thì cái người mà còn nghĩ đến cái quả báo xấu, nghĩ đến quả báo xấu, quả báo xấu trong tương lai mình làm người nghèo khổ hay là làm người bần cùng, vân vân, do trộm cắp của người, họ thấy như vậy. Nhưng mà cái người kia thì họ không nghĩ như vậy, không nghĩ như vậy. Thì cái người mà không nghĩ như vậy đó, thì thường thường nhận lấy cái quả báo nó nặng hơn. Giống như chúng ta nói cái tâm tham mà hợp tà, thọ hỷ hợp tà vô trợ vậy đó. Cái tâm đó là cái mà đưa đến cái quả nó lớn hơn, cái quả nó nặng hơn. Cái việc mà trợ hay là có cái tác động đó, thì chúng tôi nghĩ rằng nó tác động cả ba cái khía cạnh. Cả ba cái khía cạnh. Cái khía cạnh là tác động bằng thân. Tác động bằng thân. Tức là mình thường thường mình nói là thân nghiệp đó. Ví dụ như có ai lôi kéo mình, rồi mình khởi lên cái tâm tham, hay hoặc mình khởi lên cái tâm tham, có bạn đồng chung với nhau để lôi kéo cái tâm tham, lôi kéo mình, hay là ra dấu hiệu, hay là khuyến khích mình, lôi kéo mình, rồi là kêu biểu mình này kia đó, lôi kéo hay hoặc là xúi dục mình, thì chúng tôi nghĩ rằng cái đó là cái tác động bằng thân. Cái tác động thứ hai là tác động bằng lời nói. Cái tác động bằng lời nói tức là lời khuyến khích, lời dụ dỗ hay là lời xúi dục. Khi mà một người một lần nghe qua thì bình thường, nhưng mà nhiều lần nói như vậy thì cái người kia cũng động lòng, cũng xuôi lòng theo, tức là khởi lên cái lòng tham. Mà do người kia nói tới nói lui, nói hoài nói lui, nói nhiều lần như vậy, tác động vào cái lời nói, cho nên người đó nghe cái lời nói. Khi chúng ta thấy rằng nhiều khi cái lời nói, cái sự việc nó không phải là như vậy, nhưng mà cứ nói tới nói lui nó trở thành sự thật, nó trở thành mà người ta tin sự thật, tin là như vậy, mặc dù nó không đúng như vậy, nhưng mà nói tới nói lui nó hoài, nó trở thành cái mà người ta cũng thừa nhận đó là cái việc nó đúng như vậy, nhưng sự thật là không phải. Cho nên ở đây tác động bằng lời nói nó cũng gọi là một cái cửa tác động là khẩu nghiệp. Và cái tác động thứ ba là tác động bằng ý nghiệp. Có nhiều khi đó là người ta khởi lên cái tâm tham, nhưng mà người ta khởi lên một lần thôi. Khởi lên rồi người ta thực hiện liền. Nhưng mà có người thì cũng phải đắn đo suy nghĩ vài lần, nhiều lần, rồi họ mới thực hiện những điều đó. Cho nên cái tác động này là tác động bằng ý, cái tác động bằng tâm của mình. Nó do cái tác động. Cho nên nếu như chúng ta nghe cái câu chuyện mà của hai vợ chồng mà có một cái khố duy nhất đấy, ở trong kinh Pháp Cú đấy, có một cái khố duy nhất thôi. Ông ta mới là nghĩ rằng cúng Phật, ngày hôm trước là nghĩ là cúng Phật, nhưng rồi cũng bỏ đi cái ý nghĩ đó,
vì nghĩ rằng hai vợ chồng có cái khố, mà chồng đi ra đường thì bận cái khố, vợ ở nhà, vợ ra nhà, vợ ra khỏi nhà thì bận cái khố đó, ông chồng ở nhà. Cho nên là cái ngày đầu của cái ông đó, ông đi cũng đi nghe pháp, nghe ông cũng muốn cúng lắm, cúng Phật cái khố đó. Nhưng mà rồi thì ông suy nghĩ tới, suy nghĩ lui, ông cũng không cúng được. Tới ngày hôm sau, ông nghe đi nghe lại, rồi ngày hôm sau nữa, ông suy nghĩ nhiều lần, cuối cùng ông mới quyết định là lọt cái khố ra giữa hội chúng, ông cúng Phật. Ông nói là ta đã chiến thắng rồi, ta đã chiến thắng rồi. Lúc đó là như là vua Ba Sen Đi nghe cái tin, cũng ngồi đó, nghe nghe cái tiếng nói của ông, nói là ta đã chiến thắng rồi. Yuba Senebi đó mới nói rằng rằng người chiến thắng, người nói người chiến thắng là chiến thắng cái gì? Thì ông ta mới nói rằng tiến thống chiến thắng được cái lòng của tôi, cái tâm của con, của hạ thần, cái tâm của hạ thần. Từ mấy ngày nay hạ thần đắn đo suy nghĩ, cuối cùng không có cúng được cái khố đó cho Phật. Tới ngày thứ ba thì hạ thần mới suy nghĩ nhiều lần nữa, hạ thần mới bắt đầu là cúng, quyết định cúng cái khố đó cho Phật. Thì vua Ba Sen Đa Đế nghe như vậy cảm động quá đi, ở một người có tính tâm mạnh quá, cho nên là vua Ba Sen Đa Đế mới cho ông ta tới 6 sắc giải, giải quý đó. Rồi cho ông ta vàng bạc châu báu, cho ông ta nó là làm một cái vị quan nhỏ để mà thu thuế, để mà kiếm sống hàng ngày đó, độ nhật qua ngày đó, nhờ cái thuế đó. Thì Phật mới nói rằng nếu mà ông ta đó, nếu mà suy nghĩ một lần đó, ông ta mà khởi lên một ký niệm một lần cúng cái khố của ngày từ ngày đầu đó, thì cái quả của chúng ta, cái quả lành của chúng ta trổ ra lớn. Yeah. Thì do rằng là ông ta suy nghĩ đôi ba lần, suy nghĩ dài ngày sau ông ta mới quyết định cúng cái khố đó cho Phật. Cho nên là ông ta cái quả nó nhiều lần nó đắn đo, nó suy nghĩ như vậy đó. Cho nên cái quả nó kém đi. Mà may là cái quả nó nhỏ đi đó, nó thấp đi đó, mà còn được vô ban cho thế một cái làng để mà có kiếm sống, rồi ban cho vàng bạc châu báu lụa là nhà cửa tất cả các thứ, rồi để mà ông ta hưởng thụ, tức là cái quả lành do ông ta khởi lên cúng cho Đức Phật cái khố đó. Thì nói như vậy để cho chúng ta thấy rằng cái tâm thiện đó, thì nếu mà nó có cái tác động đó, nó có cái tác động, tức là mình nói ở trong cái danh từ truyền thống đó là gọi là hữu trợ đó, thì cái quả nó vẫn kém hơn, là cái quả nó vẫn nhỏ hơn, vẫn thấp hơn là cái tâm thiện mà vô trợ. Thì cũng như vậy, cái tâm tham cũng vậy đó. Cái tâm tham nào mà vô trợ ấy, thì nó thường thường nó cho cái quả nó nặng hơn, quả nó lớn hơn, nó kết quả của quả xấu mà. Cái tâm tham là cái nhân của bất thiện, cho nên là tạo ra cái quả của nó là quả bất thiện. Nếu bằng với cái không có cái tác động, tức là bằng cái gọi là vô trợ, thì cái quả nó lớn hơn là cái hữu trợ. Rồi một người mà nghĩ rằng là có tội, có quả lớn hay quả báo xấu ở trong tương lai, và một người không có nghĩ rằng có quả báo xấu trong tương lai, thì cái người mà nghĩ rằng không có quả báo xấu trong tương lai đó, do cái tâm tham đó khởi lên, thì nó tương đương với tà kiến, hay ở đây gọi là do kiến chấp, thì cái quả cũng nặng hơn. Mà cái tham mà nó liên quan với cái tâm mà cái tâm mà hỷ thọ đó, tức là mình nói rằng có cái sự phấn chấn đó, hoặc là bình thản, thì cái tâm mà phấn chấn vẫn có cái quả đó. Nó lớn hơn là cái tâm bình tại. Cho nên là biết là như vậy. Vì vậy cho nên là trong vị diệu pháp á, phân thành 8 cái tâm tham. Nếu nói tính chất về tác năng, tác nhân, tác năng,
thì đó là hữu trợ và là vô trợ. Vô trợ. Nếu nói tính chất của cảm thọ, nếu nói đến cái sự cảm thọ thì hai cái sự cảm thọ đó là thọ hỷ và thọ xả. À, nếu nói rằng là nó đi với cái kiến chấp sai lầm, à, hay là cái kiến tà kiến và không có đi với tà kiến á, à, cái từ mà ngày xưa danh từ truyền thống thường xài đó thì gọi là hữu hợp tà và ly tà, thì ở đây có kiến chấp hoặc là không có kiến chấp đó. Thì cái tâm nào mà nó liên quan với cái kiến chấp sai lầm thì nó thường đưa đến cái quả báo hơn là cái tâm mà không có cái kiến chấp sai lầm là như vậy. Con không biết là Hòa Thượng Giác Đẳng có vô chưa, quý vị có nghe chưa, có thấy Hòa Thượng Giác Đẳng vô chưa? Dạ có bạn ạ, thưa bà. Dạ con kính thỉnh Hòa Thượng. Dạ thưa bà, tôi quyền ấy, dạ kính chuyện thưa bà Pháp Thịnh với sự tiếp lời vừa rồi. Thưa bà, tôi quyền ấy, thưa bà có thể giúp ý một phần thảo luận của bài học ngày hôm nay không? Nếu từ tòa tự nguyện đang ở đất máy. Một lần nữa xin hỏi từ tòa tự nguyện, từ tòa có mặt ở trước máy không? Dạ. Từ tòa có bất thiện. Thì ta nghĩ rằng nói xấu, đó là thứ tâm mà chúng ta nên bỏ, nên tránh. Nhưng mà đây là một thực tế đó, là chúng ta không thể sống mà hoàn toàn tránh được tâm bất thiện. Ví dụ trong tâm chẳng hạn thì dĩ nhiên nó phải có rồi. Ví dụ như một người Phật tử học Phật pháp hiểu rằng tâm tham nếu chưa chứng hành quả thì nó phải có đó. Thì theo thì tôi tự nguyện là thì chúng ta nên có một cái cách xử lý như thế nào đối với cái sự ham muốn trong lòng, cái sự dính mắc trong lòng. Bởi vì rõ ràng đó là tuy rằng có sự dính mắc, có sự ham muốn, nhưng mà có trường hợp là nó ít có hại mà có trường hợp nó rất là nặng nề. Có những trường hợp ảnh hưởng mình nhiều, ảnh hưởng ít. Thì dựa trên cái kinh nghiệm tu tập của thượng tọa Tây Nguyên đó, thì chúng ta nên làm gì đối với tâm tham ở cái tỉnh thượng tọa? Dạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô San Khai Giá. Dạ, thưa đại chúng được nghe rõ. Dạ, cảm ơn quý vị. Chúng con kính lễ đến Đức Phật, đến giáo pháp và chúng tăng kính lễ đến sư phụ Từ Sư và thượng nhất đẳng thượng tọa Pháp Tân trong minh hạnh đệ tử Tuệ Trì đệ tử Đức Sư Nguyên Thông. Cùng chư tăng đang hiện diện thân chào những vị trụ nữ cùng chư Phật tử. Dạ, kính bạch hòa thượng, thì quả thật nếu như một trường hợp á, lúc nói cái tham mà chúng ta làm sao mà nó nhẹ nhàng hơn đi, chúng ta đỡ dính mắt, hay là nói một cách đời thường đó, thì quả thật thì trong cái tâm bất thiện tham á cũng không dễ dàng mà chúng ta kiểm soát được, chúng ta diệt trừ đâu. Nếu mà người biết tu thì nó không nói, nhưng những người không biết tu hay người chỉ biết được Phật pháp á, tại vì nghĩ trong tâm mình mà giờ mình muốn một lát, mình muốn cái này, mình muốn cái kia, đó chính là tâm tham nó khởi lên đó. Một lát mình muốn ngủ, một lát mình muốn ăn, một lát mình muốn đi tắm, một lát mình muốn đi chơi hay gì, tất cả cái muốn của mình đó là cái đang đúng mong muốn đó chính là cái tâm tham. Rồi người ta hỏi rằng vậy chứ bây giờ người ta tham làm việc, người ta tham làm việc mà để ngay cả tham về cái thiện luôn. Ở đây chúng ta nói thí dụ nghĩ tham việc, chẳng hạn như bây giờ là thay vì thí dụ như là làm một giờ vì ấy làm hai giờ ba giờ để vì ấy nghĩ rằng cứ để có nhiều công đức, thì cái tham đó chính là cái chúng ta phải nhớ rõ cũng là cái tham, như nó thuộc về pháp dục chứ không phải là thuộc về cái tham dục như bình thường. Hay là chúng ta biết là trong một cái kiến chấp nó rất là lớn, thí dụ như là mà chúng ta đưa cái tham nó đưa tới giới cấm thủ luôn. Chẳng hạn như bây giờ là tới giờ đó là phải làm, tới giờ đó phải như thế này, tới giờ đó phải như thế kia.
thì chúng ta cho một giờ quy định là đúng, nhưng không phải kiến chấp ngay lúc đó. Đúng giờ nha, không đúng giờ là chết nha. Như là cái chuyện mà câu giờ có ngày vậy, nó phải đúng giờ, đúng khắc, đúng giây. Những cái đó là những cái tham tà kiến mà nó đưa vào cái giới cấm thủ, mà nó kiến chấp một cách khủng khiếp. Chúng ta làm việc Phật pháp tùy tâm tùy duyên, giờ nào cái việc lành giờ đó là giờ lành. Và nhiều khi ở trong cuộc sống chúng ta phải biết uyển chuyển, chúng ta phải biết uyển chuyển theo cái thời gian, chứ chúng ta không cố định được nữa. Mà khi như thế, để nói như vậy để chi? Quả thật thì nó không dễ dàng để chúng ta lựa chọn, và nó cho phép chúng ta lúc nào nó tiện và lúc nào nó không tiện, lúc nào nó được và nó không được. Chúng ta không dễ dàng chọn lựa cái thời như ý đâu. Nếu như mà chúng ta không có được một cái cuộc sống là bình thường, hay là cũng như là căn bản ở trong các cái trường thiền, ở trong các cái môi trường mà nó nhất định. Chứ còn nếu chúng ta ở một cái sự sinh hoạt nó bất định đó, thì chúng ta cũng bị quyến chuyển với cái thời gian. Và cái điều thứ hai nữa, có thể nói rằng là ở trong cuộc sống này, để làm sao mà chúng ta nhẹ nhàng, chúng ta hiểu biết được mà chúng ta để giảm chế nó đó, thì chúng ta mới biết tu thôi. Bởi chúng ta biết có cái chánh niệm, có cái tỉnh giác thì chúng ta mới, và chăng thì chúng ta có thể phát huy cái sự tu tập được cái chánh niệm. Hay chúng ta tu bằng cách cái pháp quán, tức là quán về cái thể trược, quán về cái bất tịnh tướng để nó ly tham. Chứ còn nếu như mà chúng ta không có một sự kiềm chế, không có một sự thu thúc, không có một sự kiểm soát, thì chắc chắn rằng tâm tham phải khởi lên. Bởi vì cái đó là cái nguồn mạch, cái đó là cái suối nguồn của mà suối nguồn mà tìm miên, mà nó vô tận, từ vô thủy luân hồi cho tới hôm nay. Cho nên mắt bá cảnh sát, tai nghe tiếng mùi thân xúc chạm lưỡi nếm vị, ý suy nghĩ, đó là cái thường hằng từ quá khứ của chúng ta cho tới hiện tại này. Nó cứ thúc đẩy mà tâm tư không tu tập thì tâm đi dính mắt, đi tìm cảnh, đi hưởng cảnh. Cảnh đó chính là cảnh tham. Bởi cái tâm tham nó là cái tâm mà nó dính mắt, mà nó thụ hưởng, mà nó vừa lòng, và nó muốn hưởng là hưởng cái cảnh đó. Cho nên vì vậy là cái tâm nó đi tìm. Nếu như mà mình tu á, thì mình dặn lại, mình không cho nó đi, tức là có một sự kiểm soát, hay có một sự tu quán về vô thường, khổ não, vô ngã, hay tu quán về cái pháp mà nó không cho nó mang tới cái niềm đau nỗi khổ cho ta nhiều, thì chúng ta chặn từ đầu như vậy. Chứ còn không nữa nó rất là mệt. Còn cuộc sống này thì cái tham này á, chúng ta thấy như vậy nhưng nó rất là khó diệt, chứ không phải là một chuyện bình thường đâu. Bây giờ nhiều khi là từ bỏ, có những người từ bỏ được một thời gian và tiếp tục họ cũng vẫn bị. Trong thời gian đó chúng ta tưởng đâu là họ coi như họ thành tựu được cái kết quả coi như là thánh đạo thánh quả, nhưng chưa, khi nào họ chưa chứng đắc thánh đạo thánh quả một cách thực sự, thì ngay khi đó những cái tham phiền não, cái anusaya mà cái tham này nó ngủ ngầm thì nó đổi dậy, thì tất cả các cái pháp thiện nó được phối hợp và nó được thể hiện một cách bài bản, một cách vững vàng. Cái tâm mà nó ngâm tẩm từ bao đời nay, có thể nói rằng là tâm tham này là cái tâm nào nó cản trở, và cái tâm này là nó gây cho ta biết bao nhiêu là cái sự đau khổ cũng chính do tham này, và chính nó là mạch duyên để tất cả nguồn cơn đau khổ sanh tử, khổ đau cũng bắt nguồn từ chính nó. Bởi vì gọi cái nguyên nhân sanh khổ là tham ái, nó là như vậy. Thì dù chúng ta tu hay không tu thì cái quả vị nó cũng đồng như vậy. Mà người không tu á, thì kết quả của tham ái nó còn nặng nề hơn cái người tu. Chứ chúng ta đừng có nghĩ rằng mình tu rồi quả nó nặng hơn người, không phải vậy. Mà chính mà người không tu, họ thừa hưởng cái tham, họ chạy theo cái tham,
chạy theo cái ngũ trần, chạy theo cái tham đó, thì phải nói rằng là cái quả báo của họ nó nặng nề hơn và rất là đau khổ hơn. Còn nếu chúng ta tu, chúng ta biết chính vì cái biết đó đó, chúng ta cũng cảm thấy nó hạn chế bớt hơn, nó giảm nhẹ hơn ở trong tâm của mình. Thì kết bạch của thượng đây chính là vài điều mà con có sự suy nghĩ như vậy. Nếu có điều gì cần một kinh cũng tỉnh của thượng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Sa thủ kinh trần thưa các cử tử quyền với góp ý vừa rồi. Thưa quý Phật tử, chúng tôi muốn trở lại một điểm mà khi chúng ta học Phật pháp chúng ta nên lưu ý đó. Đó là cái khái niệm về tham ở trong, có khác với tham trong Phật học, và tham trong Phật học mà nói bình quy mô đó nó khác với bình định quy mô. Quy mô thí dụ như là hồi nãy chúng tôi có đề cập đến là thí dụ mình ăn cái gì đó mà mình ăn một cách vừa phải thì không qua là, nhưng mà theo Phật học thì cho dù mình lấy vừa phải, không lấy nhiều, nhưng mà trong đó chúng ta có sự dính mắc thì cái đó cũng là tham. Chứ không phải là khi nào mình làm việc bất chánh hay là mình lấy quá độ hay quá đà, cái cường độ quá nhiều đó, quá cái mức cho phép đó, thì mới gọi là tham. Người đời thì cái gì quá mức cho phép gọi là tham, thì chúng ta phải phân biệt như vậy. Và việc thứ hai đó là có đôi lúc trong cái cách nói bình thường đó, thì chúng ta không có sự phân rõ về cái tính cách đối lập khác biệt giữa tham và sân. Chúng tôi lấy ví dụ như là sự keo kiệt, sự keo kiệt mà chúng tôi gọi là bướng xỉnh, bỏng sẻn, hay là chúng ta gọi là lận, sang lận. Thì khi mình nói đến keo kiệt, bỏng sẻn đó, chúng ta hay liên tưởng đến tâm, chúng ta hay liên tưởng đến tâm tham. Mình tham thì mình muốn tích cóp, mình tham thì mình mới bảo thủ giữ riêng cho mình, do bảo thủ riêng mình không muốn ai đụng đấy. Thì nói theo một cái nhìn ở bên ngoài á, thì dường như cái tâm bủn xỉn keo kiệt á, nó thuộc về tâm tham, là tại vì nó muốn gom thâu hết. Tức là người ta nói có ăn vào nhưng mà không muốn tiêu ra, và có vào mà không có ra, gọi là người được gọi là keo kiết bụng sỉnh. Nhưng mà kỳ thật trong cách nói vĩ mô á, thì cái sự bụng sỉnh nó không phải là một trạng thái tham, mà bụng sỉnh nó là một trạng thái sân. Bụng sỉnh có nghĩa là mình không muốn người khác lấy đi cái mình có, và cái không muốn muốn đó là một cảm giác khó chịu, chứ không phải là một cảm giác thích thú, mặc dù ở trong đó sự dính mắc. Quý vị sẽ thấy rằng nó có rất nhiều cái trạng thái tâm lý mà gần như là nó đi chung với nhau, và để đi chung với nhau đến nỗi mà nó quá gần, quá chung mà chúng ta thấy là khó phân biệt. Nhưng mà thật ra nó phải phân biệt. Và một cái người nào mà tự nhiên thấy có người khác đến mà mình muốn, mình không muốn người ta chiếm chỗ của mình, chia bớt cơm ăn của mình đó, thì cái đó gọi là một cái sự bóng sẻn, một sự bướng xỉnh, một cái tâm tâm khó chịu thuộc về sân. Chúng tôi lấy ví dụ như là bà mẹ có một đứa con bà rất là thương, rồi không lâu sau đó lại có thai sanh một đứa con khác, thì cái đứa con đầu tiên đó, nó cảm tưởng như là cái tình thương của mẹ bị chia bớt đi, hay là bị giành lấy đi bởi người em của mình. Thật ra đâm ra nó ganh tị, nó ganh tị, nó đố kỵ. Thì trong cái trạng thái ganh tị đố kỵ đó, nó vừa có đố kỵ mà nó vừa có bỏng sẻn. Đố kỵ tức là nó ganh ghét là mẹ thương em nhiều hơn, và bỏng sẻn ở đây là nó không muốn cái tình thương của mẹ chia sớt với bất cứ ai. Nhưng mà cả hai trạng thái ganh tị và đố kỵ đó đều là trạng thái của tâm sân, chứ không phải là tâm tham.
có rất nhiều cái thí dụ mà ở trong đời sống của chúng ta cho thấy rằng chúng ta không có vẽ được một lằn ranh cụ thể khi mà nói về tham và sân. Nhưng mà theo trong Thánh Pháp thì việc này rất là rõ ràng. Ví dụ như là bây giờ người Nga đang xâm lăng người Ukraine, thì chúng ta nói là cái sự nhất hại, mỏ bơm hay là không kích hay là bắn đạn pháo vào trong thành phố, săn bằng một thành phố hay là giết chết thường dân đó, thì chúng ta nghĩ đó là tham. Tại vì sao? Xâm lăng là tham chứ không phải là sân. Nhưng mà kỳ thật á, ở trong cái sự xâm lăng đó là chúng ta nói một cách quy mô, chứ nói nó vào trong cách vĩ mô thì nó có những thứ thuộc về tham, có những thứ thuộc về sân. Cái tham vọng để mà chiếm đất đai người khác đó là tham tham. Nhưng mà khi mình thấy những cái cơ sở quân sự, mình thấy những cái cuộc phòng thủ kiên cố và mình không bằng lòng, mình muốn phá đi, thì cái tâm mà muốn phá đi đó là tâm sân. Tâm sân. Vì vậy khi mà chúng ta nói tham và sân mà trong cách nói mà gọi là đại loại, cái nói chung đó, thì chúng ta không có tách rời được. Hỏi xâm lăng là tham chứ đâu là sân. Nhưng mà cái tham đó nó đi kèm với sân. Tức là sát sân đó là một cái sân, tàn phá thành phố nó là một cái sân, bắn phá quanh các pháo đài, các cơ sở quân sự đó thuộc về sân. Và trong trường hợp này quý vị thì thấy rằng cái tham và sân nó khó phân biệt lắm. Vì vậy tại sao khi mình học Thánh Pháp đó mà mình rất cần để có một cái sự rạch ròi, có một sự phân định rõ ràng giữa cái trạng thái tham và sân, thì chúng ta đang nói tới cái lực vĩ mô. Ví dụ như một người bắn phá một cái cơ sở quân sự, thì người đó trong sự bắn phá đó họ chỉ muốn tàn phá cơ sở quân sự đó chứ họ không có thèm muốn. Nếu họ thèm muốn họ không bắn phá. Nếu họ không muốn giữ cái đó, là hai cái đó nó khác nhau. Và chúng tôi trở lại để lưu ý quý vị một điểm là cái chữ hồi nãy đó, mà chúng tôi và Thượng tọa Pháp Tân có đề cập đến là chữ tà kiến. Thì chúng ta nên dịch là kiến chấp sai lạc. Tại vì chữ tà kiến đó là một chữ rất là nặng. Chữ rất là nặng. Chữ nặng có thể là liên quan đến thường kiến, liên quan đến đoạn kiến, liên quan đến những niềm tin gọi là tà. Ở đây thì nó không hẳn là tà kiến đã là tà rồi, tà kiến là tà rồi. Nhưng mà có những sự kiến chấp mà nó không hẳn là tà, nhưng mà nó lại là cái nhìn sai và cái nhìn rất sai ở trong cuộc sống. Chứ thì lấy một cái ví dụ như vậy mà cho chúng thấy là có những cái nhìn sai mà nó không nhất thiết là tà kiến. Bây giờ, quý vị, chúng ta có một người thân mất đi, chúng ta khổ, và chúng ta tự hỏi rằng tại sao một người hiền như vậy, một người thiện như vậy lại chết đi, thiệt là bất công. Thì thật ra cái nhìn đó nó không thể gọi là tà kiến theo cái quan niệm chấp thường chấp đoạn. Nhưng mà cái hiểu sai của nó là như vậy, là khi mà nói đến vô thường, khi mà nói đến cái chết, thì không phải chỉ có người dễ thương là không nên chết, là không chết, mà dù là dễ thương hay là khó thương thì đều chết hết. Dù là người hiền hay người ác đều chết hết. Dù là người trẻ hay già cũng chết hết, người đẹp người xấu hay chết hết. Chúng ta thường có cái tâm phân biệt. Chúng ta lấy ví dụ như là Hữu Nghĩa, người Phật tử mà vừa mới mất. Chúng tôi đề cập đến khởi đầu của bài nói chuyện hôm nay. Thì quý vị Đạo Hữu là một người có thể nói là một trong những Phật tử dễ thương nhất trong chùa. Và sáng nay có mấy người gọi điện thoại sớm, họ nói chúng tôi họ rất buồn. Tại vì một người mà hiền lành, dễ thương, mà tâm tính chan hòa như vậy, sao lại chết? Thì quý vị, đó là cái nhìn của chúng ta thôi. Chứ chúng ta không nên, chúng ta cái sai của chúng ta là cái người dễ thương cũng chết mà người khó thương cũng chết, và cái người giàu có cũng chết và người nghèo cũng chết, chứ không phải là người nghèo nên chết và người giàu không nên chết, hay là người đẹp cũng chết, người xấu cũng chết, chứ không phải là người đẹp nên sống và người
và cái người xấu là không nên sống, không phải như vậy. Nhưng mà chúng ta có cái nhìn, và cái nhìn này đó nó khiến cho chúng ta tạo nên một cái thiên kiến, một cái biên kiến. Và cái nhìn gọi là nhìn thiên vị, nhìn biên kiến, nhìn một chiều, nhìn một bên đó, thì dùng cái chữ ta thì nó hơi nặng. Dạ, quý vị, những vị chúng tôi nói, tức là mình dùng chữ ta rất nặng, mà nó chỉ là cái nhìn sai thôi. Ở đó chúng tôi nói là cái người hiền liên, người hiền, mình nói là sao cái người hiền lương mà lại chết? Đôi khi mình là trách trời, trách trời, hay là mình nghĩ là người hiền lương không nên chết đó. Đó là một cái kiến chấp sai lạc, nhưng mà chúng ta không thể dùng chữ ta. Thật ra sở dĩ mà chúng tôi trong bản dịch này chúng tôi dùng một chữ kiến chấp, mà thật ra trong bản Bali chúng dùng đích thí thôi. Đích thí là đi với cái nhìn, và đi với cái nhìn bảo thủ, đi với cái nhìn kiến chấp, chứ chúng ta dùng một chữ tà đó nó hơi nặng, nó hơi đậm chất quá. Dạ, tà nó hơi đậm chất. Bây giờ mình nói là một người mà cho rằng đời hữu nghĩa là người hiền quá, đời sống tốt làm sao là chết như vậy, thì cái nhìn đó đúng là cái nhìn sai, sai với sự thật. Nhưng mà dùng chữ tà trong cái Việt Nam mình đó thì nó hơi nặng lắm. Và bây giờ thì chúng tôi muốn quý Phật tử khi học Thắng Pháp đó, là mình gạt qua một bên cái nhìn về cái quan niệm về luân lý và đạo đức mà chúng ta thường có hàng ngày, về cái chuyện mà mình kết án, đó là tâm bất thiện, đó là tâm tham, mà chúng ta nên hiểu, chúng ta nên hiểu nó là những cái sự trạng tự nhiên, nhưng mà có những cái sự trạng, có những cái trạng thái nó dẫn đến sự an lạc, có những trạng thái dẫn đến đau khổ. Và cái trạng thái này nói theo cái cách vĩ mô, cũng như là quý Phật tử đề cập đến cái dơ và cái sạch trong cuộc sống hàng ngày. Thì cái dơ đó thì sao là dơ, sao là sạch? Sao là dơ, sao là sạch? Thì ở đây là một cái chữ trên phương diện nói đại loại á, thì nói thì nghe nó cũng thuận tai đó, nhưng mà trên phương diện mà gọi là nói vĩ mô, nói một cách tận cùng á, thì thật ra cái dơ cái sạch nó không nằm ở chỗ đó. Ở đây chúng tôi muốn dùng một thí dụ, mà thí dụ này quý Phật tử tha lỗi cho chúng tôi, bởi vì chúng tôi nói cũng thì kỳ, là ngày xưa đó có nhiều người họ nói rằng người phụ nữ mà trong cái giai đoạn mà có kinh kỳ đó thì không nên vào những nơi thờ phượng, tại lúc đó là thân thể bất tịnh. Và thật sự thì ở chùa, đặc biệt ở các chùa bất tông đó, thì cũng dùng cái chữ bất tịnh để chỉ cho trường hợp như vậy. Nhưng mà thứ gì ở đây chúng tôi nói cho cùng á, nó cùng cận cái lý đó, thì đó là một quan niệm thôi. Chứ dù nam hay nữ, dĩ nhiên là nó có một sự khác biệt đó, nhưng mà trong thân của chúng ta thì thứ gì luôn luôn nó có những cái, nó có những cái hoạt động về sinh lý, như là máu huyết tuần hoàn, có da có thịt, gân xương mủ máu. Chứ đâu có cái người nào mà trong thân không có máu thịt, quý vị thấy không? Và cái chuyện đó người ta quan niệm nó hơi quá đà, là ví dụ họ quan niệm là người nữ là dơ. Dĩ nhiên là thời xưa đó cái điều kiện vệ sinh của con người mình thì nó nên có những cuộc sự kiêng tránh, là tại vì nó không có được như bây giờ thì bình thường. Nhưng mà chúng ta phải nói thẳng, ở đây chúng ta nói công tâm mà nói đó, thì máu thịt là máu thịt thôi. Và đừng nói là máu thịt của người đàn bà dơ, máu thịt của đàn ông. Và đừng nói là thì cái quan niệm về cái dơ cái sạch của chúng ta đó, nó mang tính cách là cái nhìn thường thức, chứ nó không phải là cái nhìn một cái nhìn chính xác. Vì vậy tại sao chúng ta cần phải nói đến cái quy mô và vĩ mô, để có nói theo thường định bằng cách nói theo nó gọi là nói tận cùng, nói chi tiết. Thì bây giờ tất cả chúng ta đều sống và có tâm tham, đặc biệt là trong cái cõi dục giới, và chúng ta sống từng có sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, xúc lạc. Thì thưa quý vị, chúng ta đi ngoài lề một chút. Như hồi nãy chúng tôi có hỏi thì gọi tùy quyền,
là khi mà chúng ta biết rằng không ai tránh khỏi tâm tham thì chúng ta nên làm gì. Thì chúng tôi nghĩ rằng thì tập tư quyền đã có câu trả lời cho quý vị, nhưng mà chúng ta cũng nên nhắc lại một điều ở tại đây là mình bảo rằng mình ra lệnh là không có được, có tâm tham thì chúng ta không ra lệnh được như vậy đâu. Ngài Chân Gia ngài nói rằng nếu mà mình ra lệnh cho chính mình đừng có tham, mà mình không có tham là mình thành Phật rồi, và mình đốt ra lệnh mình được. Thật ra trong đời sống đó thì chúng ta nên đem vào trong tâm những chất liệu của sự hiểu biết, chất liệu của suy tư về những cái pháp như là vô thường hay là năm pháp quán mà Đức Phật dạy. Ban đầu thì nó không có gì đâu, thứ gì ban đầu thì chúng ta niệm về vô thường thì niệm thì có niệm đó, nhưng mà rồi mưa dầm thấm đất lâu ngày dài tháng nó ảnh hưởng trong tâm tư của chúng ta. Hôm qua chúng tôi trong lúc ngồi thiền đời Hữu Nghĩa ngồi trước mặt nó ngồi, nhưng mà ngồi phần trên thôi, phần dưới cái chân vẫn duỗi ra, và chúng tôi ngồi trong sự im lặng. Và lúc có lúc đời Hữu nhìn chúng tôi nhìn đời Hữu, nhưng mà chúng tôi nhận ra một điều rằng đó là một người có cuộc sống sức khỏe tốt, đời Hữu là người sức khỏe tốt, và đời Hữu Nghĩa là một người có cái tâm thái rất là, có cái tâm tính rất là dễ thương, và đời sống cũng, chúng ta nói là sống theo cái tiêu chuẩn là dư giả và có tiền có bạc trong cuộc sống. Và bây giờ thì đừng đối diện với cái chết ra đi thì đúng là sự vô thường. Và chúng ta đặt một câu hỏi rằng bây giờ mình bám víu để được gì? Mình bám víu vợ, bám víu con, bám víu xe cộ, nhà cửa, tiền bạc để gì? Để nặng lòng thôi. Và bám víu đi nặng lòng thôi, bám víu đi khổ thôi, được cái gì? Thật ra trong những hoàn cảnh như vậy, nếu chúng ta nhìn thật rõ, chúng ta đem vào trong tâm tư của mình, thì dần dà nó sẽ thấm. Dần dà là chúng ta sẽ bớt đi cái sự vướng mắc. Dần dà chúng ta sẽ dám sống thật, sống gần với đại tự nhiên. Hôm nay mặt trời mọc, rồi chiều nay mặt trời lặn. Hôm nay trời có nắng, ngày mai trời mây. Hôm nay trời lạnh, ngày mai trời nóng. Nó là sự tự nhiên. Mọi vật nó giống như là những cái đến và cái đi của dòng sông. Chúng ta không thể nào ra lệnh cho mình là hoàn toàn có tâm, không có tâm vướng mắc. Và ở trong đời sống chúng ta luôn luôn có. Và chúng ta phải học để sống với tâm tha, sống với tâm tham, với tâm sân, tâm si. Học sống với phiền não. Nhưng mà chúng ta sống có khôn ngoan hay không? Chúng ta sống tốt hay không? Và khi mà chúng ta thường sống với những cái tư niệm mà Đức Phật dạy đó, thì thưa quý vị, dù sao thì nó cũng đỡ hơn. Chúng tôi thưa quý vị, chúng tôi dùng chữ đỡ hơn, ý chúng tôi muốn nói rằng mặc dù chưa giải thoát, nhưng dù sao nó cũng đỡ. Nó cũng đỡ nhiều. Tại vì chúng ta tự trang bị cho mình một cái nhìn tương đối là đúng. Chúng tôi nói là khi Ngài Tăng Vô Lương ở tại Mỹ, Ngài về lại Miến Điện, và lần đó là lần cuối cùng Ngài về Miến Điện, thì Ngài là bị Hòa Thượng truyền giới cho chúng tôi tu tỳ kheo. Tu tỳ kheo, thưa quý vị, chúng tôi có nhờ hai Phật tử đưa chúng tôi lên đảnh lễ Ngài. Thì chúng tôi trong cái cung cách của một người học trò lên đảnh lễ Ngài và có hỏi Ngài là Ngài về Miến Điện không biết bao giờ có gặp Ngài, không biết trước khi Ngài rời Mỹ thì có Ngài có điều gì Ngài dạy con không? Thì Ngài nghe nói về thì Ngài nói liền. Ngài nói rằng tu có bao nhiêu, học có bao nhiêu. Nhưng mà có hai điều nên nhớ là cái nhìn đối với sự sống thì nên thường xuyên quán vô thường của não vô ngã. Và đối với tất cả chúng sanh thì thường tu tứ vô lượng tâm. Ngài nói như vậy. Nó không có dài dòng. Thật ra nó cũng phải là điều khó hiểu. Dạ. Chúng tôi nhỏ lớn ở trong chùa mà những cái điều như là vô thường, khổ đau, vô ngã hay là tứ vô lượng tâm chúng tôi không xa lạ gì. Nhưng mà nhớ là nhắc nó rất là thấm thiết. Tại vì sao vậy? Nếu chúng ta thường nhìn thấy sự đổi thay cuộc sống vốn dĩ là điều tất nhiên. Người ta khen mình được, người ta chê mình được. Mình vui đó, khổ đó, khỏe đó, thì bệnh đó. Và sớm nắng, chiều mưa, cuộc thế vần xoay lòng người. Bao nhiêu là thứ gì đổi dời. Và 2-3 năm về trước chúng ta có bệnh dịch, bây giờ chúng ta có bệnh dịch. 2-3 năm về trước kinh tế không có bị xáo trộn bởi chiến tranh, bị xáo trộn bởi chiến tranh. Nhiều năm về trước chúng ta không có sự
phân hóa trong cộng đồng, vì có sự phân hóa lớn về chính trị v.v. Thế thì cái chuyện tự nhiên cuộc sống, khi mà chúng ta thấy tự nhiên có nghĩa là nó là như vậy đó, nó vô thường là như vậy, nó vốn dĩ là như vậy. Và khi một khi mà chúng ta nhìn thấy nó vốn dĩ là như vậy, nhìn ta giọt nước cành sương, lầu trên sò trên bể vô thường, thế thôi. Thì khi mà mình thấy nó như vậy mình không khó, không thắc mắc. Có bao giờ chúng ta đi trên bãi biển, những cái sóng ập vào trong bờ, nó làm tan vỡ đi những cái hình ảnh trên bãi cát mà chúng ta bực bội đâu. Cát là cát, cát mà gặp sóng biển thì còn gì. Nó là như vậy. Và một khi chúng ta chấp nhận như vậy thì chúng ta sẽ thanh thản hơn. Bởi vì khi mà chúng ta học Phật Pháp mà học chỉ nửa đời thôi đó, thì chúng ta không có thấy lợi lạc. Tại vì học như triết lý. Nhưng chúng ta học Phật Pháp như là những tâm niệm, những cái gì mà đem vào lòng bị suy tư, thì chúng ta thấy rằng chính những lời Phật dạy, chính những gì học từ trong Kinh Tạng, Lục Tạng, Thất Pháp Tạng mang lại cho chúng ta rất là nhiều ánh sáng. Và mong rằng ánh sáng đó sẽ soi rọi cho từng bước đi của chúng ta trong đời này và những đời sau. Chúng tôi xin kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Trung Phật Pháp Bồ Tát Tâm Bạc, để xin phép Chư Đức và quý Phật tử chúng tôi có một lời hồi hướng đến một Phật tử không có sinh hoạt trong room này và cũng không có đóng vai trò gì trong ban điều hành, nhưng mà lại là một người Phật tử mà đã rất nhiều năm trợ duyên hỗ trợ chúng tôi trong Phật sự ở chùa, vừa ra đi, đó là đạo hữu Bùi Nhẽ, pháp danh Thiện Hỷ. Mong rằng đạo hữu luôn luôn có được nhiều cái phước báo ở trong bất cứ cảnh giới tái sanh nào, và cuối cùng thì đạo hữu sẽ thành tựu được quả vị giác ngộ giải thoát. Đó là cái cứu cánh, là điểm đến của tất cả những người con Phật. Xin được nhắc lời tại đây, ngày mai này chúng ta sẽ có môn học Bali của Kinh Phật Cú, và vị giảng sư là Hòa Thượng Thời Siêu. Kính đảnh lễ Chư Tôn Đức, thân chào tạm biệt quý Phật tử. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sa thủ lành thai, con thưa nữ nhi pháp cùng đại chúng trong room, thành kính đảnh lễ tri ân Hòa Thượng Giác Đẳng đã từ bi biên soạn cũng như giảng dạy bài thắng pháp ngày hôm nay để chúng con được học, nghe hiểu để có thể hành trình để lợi lạc ngay đời sống hiện tại và đời sống tương lai. Một lần nữa chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Ngài. Nam Mô Bổn Thầy Giá. Sa thú lành thai, con tu nữ Như Pháp. Xin thay mặt đại chúng đông rung, chúng con kính tri ân Chư Tôn Đức đã mở lòng mi bẩn, giảng dạy những giáo nghĩa vi diệu của Đức Phật để toàn thể chúng con được lắng nghe, ghi nhớ và hành trì trong tuân kỷ, không làm các ác nghiệp, hương tu các hạnh lành, thanh tịnh hóa tâm ý như lời Chư Phật dạy. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính Pháp. Kính cảm ơn quý Ops đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc Chư Tôn Đức và quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Thế Tôn. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam Mô Bổn Sư Giá. Con thành kính đảnh lễ tri ân quý Ngài Như Pháp, kính cảm ơn đạo tràng đã cho Như Pháp biết được tín hiệu. Sukatang katang sa sa sa